Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 57. Chương 561, lượng kiếp tân thánh, nhân quả không biết. Đối với U tộc, Hàn Tuyệt vốn là nghĩ cứ để lại trong đạo tràng, thỉnh thoảng phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện tình huống có vẻ hơi không ổn lắm. Bên trong U tộc bắt đầu xuất hiện thái độ tu luyện tiêu cực. Không có tử địch, không có mục tiêu, một mực tu luyện buồn tẻ, dẫn đến rất nhiều U La, đệ tử bắt đầu lười biếng, thậm chí cam chịu. Bên trong đệ tử thân truyền cũng có loại tình huống này, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Chu Minh Nguyệt chính là như vậy. Rất ít đệ tử hoàn toàn không lười biếng, toàn bộ ẩn môn, ngoại trừ Hàn Tuyệt, cũng chỉ có Lệ Diêu vẫn luôn bế quan tu luyện, những người khác thỉnh thoảng còn đình chỉ tu luyện, thư giãn một tí. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, dọc đường hắn đang suy tư, chính mình thật sự đúng không? Không phải tất cả mọi người đều bức thiết truy cầu tu luyện. Ở trên tầm mắt, đệ tử khác cũng không bằng Hàn Tuyệt, từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, ẩn môn dĩ nhiên vô địch, trên đầu còn có Hàn Tuyệt, tu luyện cũng không phải là trọng yếu như vậy. Huống hồ nếu bản thân không thích tu luyện, ai có thể một mực khổ tu? Tựu như cùng kiếp trước đọc sách, tất cả mọi người biết rõ đọc sách tốt, có thể thay đổi vận mệnh, nhưng người chân chính kiên trì đọc sách lại có bao nhiêu? Sau khi trở lại đạo quán, Hàn Tuyệt đang suy tư vấn đề này. 10 năm sau, các đệ tử cũng từ trạng thái ngộ đạo tỉnh ngộ lại. Thanh âm của Hàn Tuyệt bỗng nhiên vang vọng toàn bộ ẩn môn, tiên giới truy đuổi thánh vị, ẩn môn ta dĩ nhiên cũng phải truy cầu. Thiên đạo có 9 vị trí thánh nhân thiên đạo, nhưng ẩn môn ta không chỉ 9 vị, nếu các ngươi có dã tâm, tu luyện cho thật tốt. Chỉ cần các ngươi đạt tới chuẩn thánh viên mãn, ta đều có biện pháp trợ giúp các ngươi thành thánh, ẩn môn có bao nhiêu thánh nhân liền nhìn các ngươi cố gắng. Vừa dứt lời, toàn bộ ẩn môn xôn xao. Thánh nhân, 100 vạn đệ tử đều hưng, phấn lên. Nếu những thánh nhân khác nói như vậy, bọn họ có lẽ chỉ xì mũi coi thường, nhưng từ Hàn Tuyệt mà nói, bọn họ đều tin theo. Trong lúc nhất thời, bên trong ẩn môn xôn xao, đều đang thảo luận việc này, rất nhiều đệ tử lập tức bế quan. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, một đợt máu gà này chỉ là tạm thời, qua một đoạn thời gian nữa, kích tình nhất định giảm xuống. Tuy nhiên đó cũng là chuyện của sau này. Xuân đi thu tới, 1000 năm thoáng cái đã qua. Có lẽ là bởi vì không có việc gì, Hàn Tuyệt cảm thấy 1000 năm này trước nay chưa từng có trôi qua thật nhanh, dường như là một trận ảo mộng. Bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên không sóng không gió, ngay cả mâu thuẫn đều không. Tiên giới tuy rằng tranh đấu liên tục, nhưng cũng không có lan đến gần Bách Nhạc Tiên Xuyên, phần lớn đệ tử của ẩn môn có thể cảm nhận được năm tháng bình yên thật tốt. Vì sao là phần lớn? Chỉ vì vẫn có không ít đệ tử muốn rời đi, bọn họ cảm thấy mình đã đủ mạnh, hoặc là không cách nào tiến lên một bước nữa, cho nên không muốn tu luyện. Một ngày này, Hàn Tuyệt truyền gọi Hàn Đọa Thiên, để cho y sàng lọc tuyển chọn đệ tử ký danh có tu vi không cách nào tăng lên nữa, đưa đến thiên tộc. Hàn Tuyệt vốn là muốn nâng đỡ thiên đình, nhưng cảm giác đã không cần thiết. Thiên đế đã sáng lập tân thiên đình, cựu thiên đình còn có tác dụng gì? Nếu nâng đỡ thiên đình cùng thiên tộc, hai phe thế lực này lại đánh nhau, đó chẳng phải là nội loạn tam thành. Mấy ngày sau, 5000 đệ tử ký danh rời đi, 1/3 là tiên đế, còn lại tất cả đều là thái ất kim tiên. Hàn Tuyệt muốn báo mộng cho Phương Lương và Kỷ Tiên Thần, vì vậy đồng thời kéo hai người vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh là khu rừng nhỏ gần Ngọc Thanh Thánh Tông, hai người sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức quỳ bái hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ nay về sau, phó tộc trưởng thiên tộc là Phương Lương, hai người các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, độc trưởng thiên tộc, tranh, đoạt vận khí thiên đạo. Nghe vậy, Phương Lương ngẩn người, y đã sớm đoán được ẩn môn đang ủng hộ Kỷ Tiên Thần, chỉ là Kỷ Tiên Thần không có nói rõ, y cũng không dám tin chắc. Bây giờ nghe lời nói của Hàn Tuyệt, trong lòng y vẫn là rất phức tạp. Dựa vào cái gì không nâng đỡ thiên đình ta? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện là không cách nào vung đi. Kỷ Tiên Thần sảng khoái cười nói, đương nhiên có thể, trọng trách trên người ta rốt cuộc có thể nhẹ bớt. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Phương Lương, không nên bị thiên đình ràng buộc, thiên đế ngày xưa còn sống, cũng đã thành lập nên tân thiên đình, cẩn thận bị họa lây. Tân kỷ nguyên cần gương mặt mới, thiên tộc trưởng tộc cũng không phải là điểm cuối cùng của các ngươi. Ta có kỳ vọng cao hơn đối với các ngươi,
đây chỉ là ván cầu để các ngươi rèn luyện, đừng để cho ta thất vọng. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần và Phương Lương sửng sốt, kỳ vọng cao hơn, chẳng lẽ là thánh nhân? Tim bọn họ đập nhanh hơn, bọn họ cũng đã biết được Hàn Tuyệt là thánh nhân, hơn nữa không phải thánh nhân thiên đạo bình thường. Hàn Tuyệt có phương pháp chứng đạo của riêng mình. Ánh mắt Kỳ Tiên Thần nồng nhiệt, hỏi, chính là thánh nhân sao? Hàn Tuyệt nói, trong mắt ta thiên đạo cũng không phải là tất cả, ta hy vọng các ngươi có thể theo kịp bước chân của ta, các ngươi có từng biết được các đời thánh nhân trước đi nơi nào không? Hai người lắc đầu, mặt lộ vẻ tò mò. Hàn Tuyệt lập tức vung tay áo, giải trừ mộng cảnh. Còn dư lại liền giao cho hai người chính mình đi tìm hiểu đi. Hàn Tuyệt lại tiếp tục tu luyện, hiện tại hắn mới hỗn nguyên đại La Kim tiên cảnh trung kỳ, cách thánh nhân tự tại còn xa, chớ nói chi là thánh nhân đại đạo. Gánh nặng đường xa, định trước một mục tiêu, trước khi lượng kiếp kế tiếp tiến đến, đạt tới cảnh giới thánh nhân đại đạo. 300 năm sau, ta, cầu Tây Lai, 1000 năm sau sẽ giảng đạo ở Tam Thập Tam Tầng Thiên, lần giảng đạo này sẽ tuyển ra thánh nhân hậu tuyển giả, ngày sau tiếp nhận thánh vị của ta. Thanh âm của cầu Tây Lai vang vọng chư thiên vạn giới, khiến cho chúng sinh xôn xao. Thánh vị, lần này với trước kia khác biệt, cầu Tây Lai rõ ràng nói ra ý định thoái vị. Hàn Tuyệt đang tu luyện chợt mở to mắt, biểu cảm khác thường. Cầu Tây Lai muốn thoái vị. Hắn mới là thánh nhân thiên đạo hậu kỳ, viên mãn cũng chưa tới, làm sao lại thoái vị? Hàn Tuyệt cảm thấy tên này lại muốn lừa người. Hắn bỗng nhiên có một cái suy nghĩ can đảm. Ta muốn biết lúc lượng kiếp kế tiếp mở ra, thánh nhân thiên đạo là những ai? Cần khấu trừ 10 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra 9 bóng người. Cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Lý Đạo Không, Di Thiên, Hoàng Tôn Thiên, Phục Hy Thiên, Đại Tán Thiên, Tấn Thần, còn có hai vị thánh nhân lạ lẫm. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra tin tức của bọn hắn, Đại Tán Thiên, thánh nhân thiên đạo, Vô Lượng Đại Đế Tấn Thần, thánh nhân thiên đạo, cổ lão lượng kiếp chi chủ. Biểu cảm của Hàn Tuyệt khác thường. Thiên Tuyệt giáo chủ và Tiêu Đại Đế không còn, cũng không biết là siêu thoát hay là vẫn lạc, Lý Mục Nhất không ngờ trở về vị trí thánh nhân thiên đạo. Lý Đạo Không thành thánh, chẳng có gì lạ. Di Thiên thành thánh mặc dù nhanh, nhưng bởi vì là thiên đạo chi tử cho nên cũng coi như bình thường. Hoàng Tôn Thiên, Hàn Tuyệt chỉ có thể nói hai chữ, khủng bố. Hàn Tuyệt không ngừng nuôi thả Hoàng Tôn Thiên, Hoàng Tôn Thiên có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình. Di Thiên đã thành thánh, tiểu tử Hàn Thác kia làm sao lại rớt lại. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, tiếp tục diễn hóa, ta muốn biết Hàn Thác vào lúc lượng kiếp kế tiếp mở ra có tu vi gì. Liên quan đến nhân quả của bản thân cùng với nhân quả không biết, không được diễn hóa. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhân quả không biết là cái gì? Xem ra sau này còn phải chú ý Hàn Thác thêm chút nữa. Lúc này Hàn Tuyệt phóng tầm mắt nhìn lại, hắn ngoài ý muốn phát hiện Hàn Thác với Di Thiên dĩ nhiên rời khỏi hải ngoại, đi đến khu vực trong tiên giới, tu hành ở một chỗ thần bí tràn đầy cấm chế thượng cổ. Nơi đây trồng chất lấy chân tay đứt gãy của đám đại năng trong lượng kiếp trước đó, đều là Tiêu Đại Đế ném tới, không biết là bị ai trồng chất như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 562, Đại Đạo Chi Bia, Đoạt Xá Huyết Mạch. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát, Hàn Thác với Di Thiên đang ngồi cùng một chỗ trước tấm bia đá, trong tấm bia đá không ngờ cất giấu một tia đạo vận. Đại Đạo Chi Vận, Nhân Quả Chi Đạo, chẳng lẽ là Tỳ Thiên Lão Tổ lưu lại? Trạng thái của Hàn Thác và Di Thiên rõ ràng cho thấy đang lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, lặng lẽ hỏi thăm, Tỳ Thiên Lão Tổ tại sao lưu lại thần thông này? Cần khấu trừ 160 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Hàn Tuyệt lập tức tiến vào bên trong huyễn tượng diễn hóa. Không làm rõ ràng chuyện này, cuộc sống hàng ngày của Hàn Tuyệt khó có thể bình an, chủ yếu là bởi vì những thánh nhân kia khiến cho Hàn Tuyệt cảm thấy tất cả đại năng đều có dã tâm với ý đồ riêng. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện mình đi đến điện Thái Cực. Tỳ Thiên Lão Tổ đả tọa ở trên bồ đoàn, khí tức hư vô, như là ảo ảnh. Một giọng nói vang lên, ta sắp rời đi, thiên đạo này giao cho ngươi trông coi. Nghe vậy, Tỳ Thiên Lão Tổ mở mắt, cau mày nói, tại sao? Ta với thiên đạo không quan hệ, người ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Lời nói của thanh âm thần bí để cho Tỳ Thiên Lão Tổ trầm mặc.
Tỳ Thiên Lão Tổ nói, ta không muốn nhúng tay vào sự tình của thiên đạo. Ngươi có thể lưu lại một chút ít cơ duyên, để cho tương lai thiên đạo xuất hiện cường giả mới. Nhiều lượng kiếp trôi qua như vậy, thánh vị cơ hồ bị lũng đoạn, đều là thánh nhân đời thứ nhất truyền đời thứ hai, rất nhiều. Thiên kiêu có tư chất chắc tuyệt bị bóp chết, đối với sự phát triển của thiên đạo cũng không phải là chuyện tốt. Được rồi, diễn hóa huyễn tượng như vậy tan vỡ. Hàn Tuyệt mở mắt, âm thầm thở dài một hơi. Người giao lưu với Tỳ Thiên Lão Tổ phải chăng là vị đạo tổ thần bí kia, nếu là ý tốt, kia Hàn Tuyệt liền không cần lo lắng. Hàn Tuyệt lại nhìn nhi tử trong chốc lát, rồi tiếp tục tu luyện. Thiên đạo phát triển rất thuận lợi, chỉ cần không xuất hiện kiếp nạn thiên ma như trước, Hàn Tuyệt cũng không cần ra tay, về phần thánh nhân, cũng không dám ngoài mặt nhằm vào Hàn Tuyệt. Trong một tòa động phủ, Tam Thanh Thánh Tổ đang cùng Lý Mục Nhất hiển tướng giao lưu. Lý Mục Nhất nhíu mày, nói, Lý Đạo không nhằm vào ngươi hẳn không phải là Hàn Tuyệt căn dặn, tâm tính của tiểu tử này có vấn đề, không cần để ý đến y. Tam Thanh Thánh Tổ gật đầu, nhắc tới Lý Đạo không, y cũng rất khó chịu. Y nhìn không phải là mặt mũi của Lý Mục Nhất, mà là mặt mũi của Hàn Tuyệt. Lý Mục Nhất nói khẽ, trước kia nếu không phải ta che chở cho y, tiểu tử này đã sớm vẫn lạc, đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền an tâm ở lại nơi đây, trừ phi có ta truyền lệnh. Ừ, Tam Thanh Thánh Tổ nhẹ gật đầu. Lý Mục Nhất nhìn chằm chằm Tam Thanh Thánh Tổ, trong lòng có phần không thoải mái. Chẳng biết tại sao, từ sau khi Tam Thanh Thánh Tổ rời khỏi một thời gian ngắn, bây giờ trở về, lão cứ cảm giác hơi không khống chế được y. Thế nhưng Tam Thanh Thánh Tổ chỉ nghe lệnh của lão, cũng không phải là bị lão hoàn toàn nắm quyền khống chế, lão cũng không cách nào nhìn thấu Tam Thanh Thánh Tổ. Nếu như Tam Thanh Thánh Tổ phản bội lão cũng không thể tránh được, bởi vì lão không cách nào tiến vào tiên giới, Tam Thanh Thánh Tổ lại không thể rời khỏi phạm vi thiên đạo. Cuối cùng, Lý Mục Nhất cũng không nói cái gì nữa, hiển tướng tiêu tán. Tam Thanh Thánh Tổ nhắm mắt, động phủ lâm vào trong im lặng. Mây đen giăng đầy, từng đạo quỷ ảnh ở bên trong biển mây lên xuống, dày đặc kinh hãi, phía dưới là mặt đất hoang vu. Hàn Thác mặc một bộ hắc y với Di Thiên mặc áo da thú đang ngồi đả tọa đối diện nhau. Ở trước mặt hai người có một tấm bia đá khác thường cao 3 trượng, trên mặt bia hiện ra từng văn tự cổ quái rất sống động, lưu động như máu. Di Thiên mở mắt ra, đắc ý nói, ta đã học xong, ngươi thì sao? Hàn Thác liếc về phía y, nói, không bằng ngươi. Tên này rốt cuộc có lai lịch ra sao, tư chất này thật là đáng sợ. Tuy nhiên, Hàn Thác cũng sắp học được thần thông này rồi. Di Thiên đứng dậy, nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi xung quanh nhìn xem, xung quanh đây cất giấu một luồng sức mạnh cường đại, ta cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, y liền mở rộng bước chân tiến lên. Hàn Thác cau mày nói, cẩn thận một chút, nơi này chính là cấm địa. Không có việc gì, yên tâm đi. Di Thiên giơ tay lên, rất nhanh đã biến mất ở phía cuối đường chân trời. Hàn Thác nhắm mắt, tiếp tục cảm ngộ thần thông. Mấy tháng sau, Hàn Thác thành công nắm giữ thần thông này, thần tình kích động. Thần thông thật bá đạo, giúp thực lực của ta mạnh hơn, tuy rằng tu vi không đạt tới thần cảnh, nhưng đối phó với cường địch mới vào thần cảnh không khó lắm. Hàn Thác tự tin nghĩ đến, y bỗng nhiên phát giác được không bình thường. Di Thiên làm sao còn chưa trở về? Hàn Thác đứng dậy, chuẩn bị tiến đến tìm Di Thiên. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hở cực lớn, từng trận kim quang từ trong hiện ra, chiếu sáng thiên địa. Từng thân ảnh thân khoác thần giáp màu bạc xông tới, cầm đầu chính là Thiên Thần Tướng. Thiên Thần Tướng quét nhìn thiên địa 4 phương 8 hướng, mở miệng nói, toàn bộ tiên thần nghe lệnh, theo kế hoạch phân bố, tìm chỗ có thần thông đại đạo. Tiên thần lập tức tản đi, Hàn Thác từ xa nhìn lại, bị khí phách của Thiên Thần Tướng làm cho kinh sợ. Thật mạnh, thiên tộc sao? Hàn Thác lập tức thi triển độ địa thuật rời đi. Thiên Thần Tướng liếc về phương hướng Hàn Thác rời, đi, chú ý đến trên tấm bia đá. À, đó là cái gì? Thiên Thần Tướng lập tức bay qua. Tiếp đến một khoảng thời gian, Hàn Thác cũng không rời khỏi cấm địa, mà là đang tìm Di Thiên trong cấm địa. Y phát hiện càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào cấm địa này, thậm chí còn bộc phát đại chiến. Tìm trọn vẹn 8 năm, Hàn Thác rốt cuộc ở bên trong một cái hang động tìm được Di Thiên. Chỉ là Di Thiên đã hóa đá, ở xung quanh còn có rất nhiều tượng đá, thái độ không giống nhau, thoạt nhìn đều là dưới tình huống không có phòng bị bị phong ấn. Hàn Thác kinh hãi, cẩn thận nhìn xung quanh. Hang động u ám, tràn ngập sương mù quỷ dị giống như chỗ sâu trong hỗn độn.
Hàn Thác chợt nghe thấy tiếng thở dốc như có như không, y càng thêm căng thẳng. Thần thức bao vây xung quanh, y ngược lại không phát giác được có gì không bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Thác lập tức ôm lấy tượng đá của Di Thiên, chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi đây. Lúc này, một luồng sát cơ khủng bố bao phủ Hàn Thác, làm cho y kinh hãi dừng bước. Thân thể khí huyết thật cường đại, vận khí của thiên đạo còn rất yếu ớt. Tiểu tử, ngươi rất thích hợp cho ta đoạt xá làm thân thể. Một thanh âm âm lãnh vang lên, trên người Hàn Thác bỗng nhiên dấy lên quỷ hỏa, làm cho y kinh hãi thân hình chợt chấn động, xua đuổi quỷ hỏa. Hàn Thác giơ hai tay lên, từng đạo huyết văn rất giống như trên tấm bia đá lúc trước bò lên trên thân thể của y. Đúng lúc, bắt ngươi tới thử nghiệm một chút thần thông mới của ta. Hàn Thác trầm giọng quát, trong ánh mắt cảm thấy hơi phấn khích. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán, cách lần diễn hóa trước đó đã qua 40 năm. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt cảm ứng được cái gì, mở to mắt, hơi nhíu mày. Ồ, ai dám đoạt xá con của ta? Huyết mạch của ta cũng là ngươi có thể đụng vào được. Hàn Tuyệt thì thào tự nói, vẻ mặt khác thường. Muốn chết à? Hắn lặng lẽ suy tính, phát hiện tồn tại muốn đoạt xá Hàn Thác có lai lịch quỷ dị, vô cùng phức tạp. Hình như là vô số oan hồn trong lượng kiếp trước đó ngưng tụ mà thành. Có cảm giác như cùng loại với thứ đẳng quỷ dị thần linh. Lập tức giết tên này có chút đáng tiếc, không bằng để cho gã làm nô lệ cho Hàn Thác đi, cũng coi là tăng cường năng lực sinh tồn cho Hàn Thác. Hàn Tuyệt lập tức thi pháp. Bên trong hang động, Hàn Thác cũng đã bị hóa đá như những tượng đá ở xung quanh, y không thể động đậy. Có hắc khí liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của y. Đau đớn trước đó chưa từng có làm cho Hàn Thác tuyệt vọng. Y có thể rõ ràng cảm giác được quyền khống chế của mình đối với thân thể đang dần trôi đi, linh hồn cũng đang đau nhức. Tồn tại thần bí kia vẫn còn đang cười như điên, dường như sắp nhận được thân xác của Hàn Thác. Đúng lúc này, tồn tại thần bí bỗng nhiên hoảng sợ kêu thảm thiết. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 563, Kiếp Oan, Thiên Yêu Tranh Đấu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại như vậy? Vì sao? Tồn tại thần bí ở trong đầu Hàn Thác khàn giọng kiệt lực gào thét, sợ hãi tột cùng. Hàn Thác kịch liệt đau nhức cũng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, y không khỏi nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Y cũng cho là mình chết chắc rồi, tại sao đối phương đột nhiên bị cắn trả? Chẳng lẽ đây là tà không áp chính? Hàn Thác lo lắng bất an chờ đợi. Tiếng kêu thảm thiết của tồn tại thần bí càng ngày càng thê thảm. Bên ngoài thân thể của Hàn Thác lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục lại bình thường, rút đi trạng thái hóa đá. Đợi Hàn Thác hoàn toàn khôi phục như bình thường, tồn tại thần bí đã không còn kêu thảm thiết nữa. Y cảm giác như sâu trong linh hồn có thêm một thứ gì đó, mình có thể nhẹ nhõm nắm quyền khống chế, như điều khiển cánh tay. Y lấy vật kia ra, ngay sau đó, một đoàn hắc khí từ trong mắt của y hiện ra, rơi trên mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người. Tên này có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan dường như hợp lại mà thành, thân hình bị hắc khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Hàn Thác không có căng thẳng, bởi vì y có thể hoàn toàn nắm quyền khống chế thân ảnh trước mắt này. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, một cái ý niệm trong đầu y cũng có thể quyết định đối phương chết sống. Ngươi là ai? Hàn Thác hỏi. Đối phương sợ hãi nói, ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Hàn Thác không có trả lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã. Bóng người sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng nói, ngươi có thể gọi ta là Kiếp Oan, ta chỉ được vô số oan hồn ngưng tụ mà thành. Oan hồn? Oan hồn từ nơi nào đến? Vô lượng đại kiếp. Ánh mắt Hàn Thác sáng lên, hỏi, lượng kiếp trong truyền thuyết mấy vạn năm trước vừa kết thúc, lượng kiếp rốt cuộc là cái gì, là tình cảnh như thế nào? Kiếp Oan cẩn thận nói, vô lượng đại kiếp là kiếp nạn đáng sợ nhất trong thiên địa, trong vô lượng đại kiếp lần trước tuyệt đại đa số sinh linh chết hết. Dẫn đến thiên đạo khởi động lại, lúc ấy cực hạn đại năng hầu như thanh tẩy, ngươi gặp qua khắp nơi đều có máu thịt chồng chất như núi như biển sao. Đó chính là vô lượng đại kiếp. Hàn Thác nghe thấy vậy một trận nhập thần. Thật sự khủng bố như vậy sao? Hàn Thác hỏi, Lý Đạo không phải chăng là đại năng cái thế trong vô lượng đại kiếp lần trước? Kiếp Oan nói, trong trí nhớ mà ta còn lưu lại quả thật có nghe nói đến Lý Đạo không? Lý Đạo không chính là đại đệ tử của nhân giáo. Nâng đỡ thiên đình,
Thế nhưng Thiên Đình thảm bại, Lý Đạo Không cũng không biết còn sống sót hay không. Hàn Thác không khỏi thở dài. Sống sót, nhưng đã bị trục xuất khỏi nhân giáo. Đối với Lý Đạo Không, Hàn Thác vẫn luôn rất kính sợ, dẫu sao đây là người mạnh nhất mà y đã từng gặp, còn từng cứu y. Thế nhưng Lý Đạo Không không ưa y muốn bái sư đều không được. Hàn Thác hiếu kỳ, hỏi, vậy trong vô lượng đại kiếp lần trước ai là người thắng? Ta nghe nói từng cái lượng kiếp đều có người thắng, nhờ vào vận khí một bước lên trời. Kiếp Oan trầm ngâm, xem trí nhớ của mình. Hẳn là Hắc Ám Cấm Chủ, rất nhiều ký ức bên trong đầu ta đều đề cập tới Hắc Ám Cấm Chủ. Nghe nói vô lượng đại kiếp chính là Hắc Ám Cấm Chủ dẫn phát. Cho đến lượng kiếp kết thúc, cũng không người biết được thân phận chân thật của Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng thế gian truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Khi chư thiên lâm vào bóng tối, Hắc Ám Cấm Chủ sẽ lại phủ xuống, mà một ngày này chắc chắn sẽ đến. Giọng điệu của Kiếp Oan tràn đầy sợ hãi. Oan hồn trong lượng kiếp phần lớn đều từng bị nguyền rủa, thời đại người người nguyền rủa lẫn nhau chỉ suy nghĩ một chút cũng thấy điên cuồng. Hàn Thác tiếp tục hỏi thăm Kiếp Oan, mượn nhờ trí nhớ của Kiếp Oan để hiểu rõ lịch sử khắp nơi ở tiên giới. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, thực lực của Kiếp Oan không tồi, dĩ nhiên có trình độ đại la, lấy tu vi của Hàn Thác không thể nào trấn áp Kiếp Oan, nhưng đại la là không thể nào phản kháng thánh nhân. Hàn Tuyệt ở trong cơ thể Hàn Thác có lưu lực lượng của mình, cỗ lực lượng này sẽ không vượt qua chuẩn thánh viên mãn, vì vậy không sẽ bị thiên đạo bài xích. Lấy tu vi của Hàn Tuyệt, khống chế cường độ của lực lượng là chuyện quá dễ dàng. Hàn Thác xem như là có một tên bảo tiêu đại la kim tiên. Chỉ là y còn không biết tu vi của Kiếp Oan cũng không phải là thành thật như vậy, chỉ nói mình mạnh hơn Hàn Thác một chút, tinh thông thần thông về linh hồn mà thôi. Lại tiếp tục tu luyện, Hắc Ám Thánh Quân đã để mắt tới tiên giới, nói không chừng lúc nào đó sẽ tới tập kích, ta cũng không thể qua loa. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, thiên đạo che chở tuy mạnh, nhưng nếu là thiên đạo không còn thì sao? Đây cũng không phải là điều không thể xảy ra. Cảm giác an toàn là đến từ bản thân, Hàn Tuyệt vĩnh viễn sẽ không đặt cảm giác an toàn ở trên thiên đạo, huống chi thiên đạo này còn muốn tính kế hắn. Hàn Tuyệt khép lại mắt, năm tháng trôi đi mất, 3.000 năm trôi qua. Đây là lần Hàn Tuyệt bế quan lâu nhất, trong 3.000 năm hắn thậm chí không có giảng đạo, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này tiên giới thay đổi bất ngờ, cầu Tây Lai kết thúc giảng đạo, Khâm Điểm một tu sĩ tên là Đại Tán Thiên làm người thừa kế thánh vị. Việc này kinh động chư thiên vạn giới. Đại Tán Thiên thật không đơn giản, sau khi thiên đạo khởi động lại, là tu sĩ đại năng thứ nhất sáng lập phàm giới. Sau đó, Đại Tán Thiên ở tiên giới sáng lập tông môn vận khí, gọi là Tán Thiên Giáo, môn hạ đệ tử của y đã vượt qua số lượng ngàn vạn, rất có khí phách như Tiệt Giáo năm đó. Trừ những điều này, tình thế của yêu tộc rất mạnh mẽ. Tề Thiên Đại Thánh Di Thiên gia nhập yêu tộc, trở thành một trong 10 đại yêu thánh dưới trướng Kim Ô Yêu Hoàng, thủ hạ yêu binh nhiều vô số kể, hoành phách một phương. Trái lại, nhân tộc tiến vào thời kỳ gian nan nhất, các tộc cũng coi nhân tộc là thức ăn. Sau khi mất đi địa vị là chủng tộc thiên đạo, bên trong giáo phái thánh nhân chỉ có nhân giáo còn chiếu cố nhân tộc, nhưng cũng không phải là đại lực hỗ trợ, chỉ là thỉnh thoảng ra tay mà thôi. Bên kia, thiên tộc hoàn toàn cường đại lên, quyền thế ngập trời, khắp nơi ở tiên giới không có một chi thế lực nào có thể so sánh với nó. Tiên đế của thiên tộc thật sự là quá nhiều, thần cảnh ngược lại là rất ít, thế nhưng lại nhìn lên vẫn còn có một tôn đại năng cái thế. Đệ nhất kiếm tiên của tiên giới, Lý Đạo Không. Lý Đạo Không ở ngàn năm trước gia nhập thiên tộc, nhờ vào danh vọng cường đại của y đã giúp cho thiên tộc chiêu mộ được rất nhiều đại năng. Có người tu hành đùa giỡn nói rằng, lượng kiếp kế tiếp là thiên yêu tranh đấu. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở to mắt, đứng dậy, vặn vẹo vòng eo. Thoải mái, tu luyện không bị phân tâm thật sự là quá thoải mái. Thảo, nào đại năng thái cổ một lần bế quan, thế gian trôi qua 3.000 mùa thu. Bế quan 3.000 năm khiến cho tu vi của Hàn Tuyệt tăng trưởng rất nhiều, chính hắn đều có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh mẽ. Hàn Tuyệt trước kiểm tra một chút thông báo, sau khi xác định dạo gần đây không có chuyện lớn phát sinh, nhóm bằng hữu đều an toàn, hắn mới đi ra khỏi đạo quan. Tào Tháo, Trương Giác và Xích Hồng Hồ Ly lập tức đứng dậy, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó trở về trước Phù Tăng Thụ. Dưới cây, các đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hắc Ngục Kê kêu lên, mấy ngàn năm không thấy, chủ nhân lại dễ nhìn a, tu vi khẳng định đã siêu việt thánh nhân. Tăng bốc kiểu này có chút ý tứ là nâng giết. Hàn Tuyệt đang muốn mắng Hắc Ngục Kê,
bỗng nhiên Ngộ Đạo Kiếm đi tới. Chủ nhân, ta đang muốn tìm ngài đây. Ngộ Đạo Kiếm gấp giọng nói. Hàn Tuyệt hỏi, có chuyện gì? Ngộ Đạo Kiếm nhìn một chút xung quanh, truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói, Thái Tố Thiên báo mộng cho ta, nói rằng nhân tộc gặp nạn. Hy vọng ẩn môn có thể xuất thủ cứu giúp. Nàng nói nữ oa nương nương đáp ứng ngài tuyệt sẽ không nuốt lời, ngài muốn đồ vật liền giấu ở nhân tộc. Hả? Nữ oa sẽ giấu hồng mông tử khí của mình ở nhân tộc? Hàn Tuyệt cũng không khoái. Hắn không cần hồng mông tử khí, huống hồ, nhân tộc nhiều như vậy, hắn chẳng lẽ muốn bảo vệ toàn bộ mới được. Ở trong mắt hắn, chỉ cần nhân tộc của Diêu giới còn sống là tốt rồi, nhân tộc ở tiên giới cho dù đều chết hết, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nói đi cũng phải nói lại, không biết nhân tộc có kiếp nạn gì đây. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu cảm lập tức trở nên khác thường. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 564, Luân hồi thần phục, cầu đạo giả. Thông qua suy tính, Hàn Tuyệt phát hiện kiếp nạn của nhân tộc không ngờ nguồn gốc từ chính nhân tộc. Vạn năm trước, nhân tộc có một gia tộc của một thiếu niên bị người tàn sát, lại trải qua các loại trắc trở. Từ đó tràn đầy cừu hận đối với nhân tộc, sau khi thu được cơ duyên ở một chỗ tuyệt địa, một bước lên trời. Tên này tên là Từ Đố Đạo, sư phụ là Luân Hồi Tiên Đế. Hàn Tuyệt cũng thiếu chút nữa quên mất tên này rồi, không ngờ lão vẫn còn âm thầm hoạt động mạnh. Từ Đố Đạo đã có tu vi thần cảnh. Vạn năm chứng được thần cảnh, tốc độ này cực kỳ khoa trương, tuy nhiên Hàn Tuyệt cảm ứng được phần lớn trong cơ thể y đều là pháp lực của Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế chính là Đại La Kim Tiên. Ngày sau thành tựu chuẩn thánh là chuyện không khó. Hàn Tuyệt không để ý tới Ngộ Đạo Kiếm nữa, quay người rời đi, trở lại bên trong đạo quán của chính mình. Hắn thầm hỏi thăm trong lòng, Luân Hồi Tiên Đế nâng đỡ Từ Đố Đạo là vì cái gì? Cần khấu trừ 2 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục 22 năm, không tệ lắm, Luân Hồi Tiên Đế có chút châu bò. Tiếp tục, ý thức của Hàn Tuyệt lập tức lâm vào bên trong huyễn tượng diễn hóa. Đây là một không gian lờ mờ, sương mù tràn ngập, Luân Hồi Tiên Đế đả tọa ở phía trước, hình tượng thần bí như là hư ảnh. Lúc này, một bóng người rơi vào trước mặt Luân Hồi Tiên Đế. Chính là vị Từ Đố Đạo kia. Từ Đố Đạo đang đứng ở trong hôn mê, hấp hối. Một giọng nói vang lên, Luân Hồi Tiên Đế, ngươi không phải muốn trở thành thánh nhân sao? Nâng đỡ tiểu tử này, để cho y tiêu diệt nhân tộc chết ở trong tay mình, ta và ngươi sẽ không phải gánh vác nhân quả. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp dành hồng mông tử khí cho ngươi. Hàn Tuyệt biểu cảm khác thường, thanh âm này là Tiêu Đại Đế. Không ngờ đứng sau lưng Luân Hồi Tiên Đế là Tiêu Đại Đế. Luân Hồi Tiên Đế mở to mắt, lộ ra một đôi song đồng, nói khẽ, ta làm sao có thể tin ngươi. Tiêu Đại Đế nói, ngươi chỉ có thể tin ta, những thánh nhân khác cũng không nhìn. Chúng ngươi, ngươi lại xuất từ luân hồi, hậu thổ nương nương áp chế ở trên đầu ngươi. Luân Hồi Tiên Đế trầm mặc, huyễn tượng diễn hóa đến đây tan vỡ, Hàn Tuyệt mở to mắt. Nói lên Luân Hồi Tiên Đế, Hàn Tuyệt cảm thấy rất phức tạp đối với lão. Hệ thống an bài truyền thừa tiên đế cho hắn chính là đến từ Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế trước kia cũng coi từng tính kế hắn, nhưng cũng không phải là hại hắn. Phân thân đế thái bạch của Luân Hồi Tiên Đế lúc trước càng là thường xuyên giúp hắn. Vài vạn năm trôi qua, thế sự xoay vần, hắn đã có thể nhìn xuống Luân Hồi Tiên Đế. Suy nghĩ một chút, Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế ẩn tàng rất sâu, nhưng ở trong mắt thánh nhân không gì có thể che giấu, rất dễ dàng bị tìm được. Trong mộng cảnh, Luân Hồi Tiên Đế mở mắt, nhìn thấy toàn thân Hàn Tuyệt tản ra thần quang, lão không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Trong lòng của lão kinh hãi, chính mình không ngờ không có phòng bị lập tức bị kéo vào mộng cảnh, cho dù là thánh nhân cũng không kinh khủng như vậy. Hàn Tuyệt thu liễm thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt, hiển lộ ra khuôn mặt tuyệt đại vô song của mình. Sau khi thấy rõ tướng mạo của Hàn Tuyệt, Luân Hồi Tiên Đế thay đổi sắc mặt. Hàn Tuyệt nói, ta và ngươi cũng coi như lần đầu tiên gặp nhau, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp. Luân Hồi Tiên Đế trầm mặc. Thật lâu sau, lão cảm thán một tiếng, ta xem trọng ngươi là đúng, nhưng vẫn là coi thường ngươi. Tình cảm của lão đối với Hàn Tuyệt cũng rất phức tạp. Năm đó khi Hàn Tuyệt hiện ra tư chất, Luân Hồi Tiên Đế đã từng chú ý hắn, chỉ là không ngờ Hàn Tuyệt quật khởi quá nhanh.
nhanh đến mức lão cũng không kịp phản ứng nữa, không ngờ Hàn Tuyệt đã siêu việt lão. Hàn Tuyệt nói, ngươi cần chỗ dựa sao? Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt, cau mày nói, có ý gì? Ta cũng coi như thiếu nợ nhân quả với ngươi, vì ta dốc sức, ta tới nâng đỡ ngươi. Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì không? Không phải là thánh vị sao? Luân Hồi Tiên Đế lần nữa trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không vội, kiên trì chờ đợi. Luân Hồi Tiên Đế dương mắt hỏi, tại sao ngươi tín nhiệm ta? Hàn Tuyệt chăm chú nhìn lão, nói, có nhân ắt có quả, nhân quả trong thiên đạo đều có định số, ta biết tình cảnh của ngươi cũng không phải là tốt. Ngươi hãy dốc sức cho ta, chỉ cần bỏ xuống tự tôn của mình. Tính tình của ta có lẽ ngươi hiểu rõ, ẩn môn cao thấp cũng không có ai sống không được tự nhiên, cơ hội này ta chỉ cho ngươi một lần. Nếu ngươi đáp ứng sau đó còn phản bội ta, tin tưởng ta, không chỉ là Tiêu Đại Đế, thậm chí không có một vị thánh nhân nào có thể cứu ngươi. Mặt Luân Hồi Tiên Đế không cảm xúc, nhưng tim của lão lần nữa rung động kịch liệt. Hàn Tuyệt nhắc tới Tiêu Đại Đế, chẳng lẽ... Luân Hồi Tiên Đế hít sâu một hơi, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Cái quỳ này, cả người lão cũng trầm tĩnh lại. So với tôn nghiêm, lão càng quan tâm tương lai hơn. Lão thật sự quá khát vọng thành thánh, thuộc hạ tham kiến môn chủ. Luân Hồi Tiên Đế trầm giọng nói, âm điệu mạnh mẽ. Luân Hồi Tiên Đế tăng lên hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là 4.5 sao. Hàn Tuyệt nói, chuyện về Từ Đố Đạo ngươi không nên nhúng tay, sớm ngày đoạn tuyệt quan hệ đi. Tiêu Đại Đế không gánh vác nhân quả, thế nhưng ngươi được coi là sư phụ của Từ Đố Đạo, ngươi sẽ phải gánh vác, nếu không tại sao thánh nhân cần ngươi làm trung gian. Luân Hồi Tiên Đế cười khổ nói, thật ra ta biết rõ, nhưng ta không có lựa chọn khác. Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi một đại đạo, tu luyện thật tốt, ngày sau không được ta dặn dò, không nên lại làm việc cho thánh nhân. Ngươi bây giờ quá yếu, ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Nói xong, hắn không nói thêm lời, bắt đầu truyền thụ cực nguyên đại đạo cho Luân Hồi Tiên Đế. Lần báo mộng này kéo dài liên tục 10 năm. Sau khi mộng cảnh kết thúc, độ hảo cảm của Luân Hồi Tiên Đế với Hàn Tuyệt đã tăng tới 5.5 sao. Cực nguyên đại đạo ẩn chứa phương pháp chứng đạo, Luân Hồi Tiên Đế hơi khiếp sợ, đồng thời may mắn. May mắn lão đáp ứng dốc sức vì Hàn Tuyệt, nếu không sẽ bỏ qua một cơ duyên này. Chỉ là hồi tưởng lại, lão cảm khái muôn phần. Không ngờ chỗ dựa mà lão không ngừng chờ đợi vậy mà lại là chính mình bồi dưỡng ra được. Nhân quả quả nhiên là kỳ diệu. Nâng đỡ Luân Hồi Tiên Đế chỉ là vì Hàn Tuyệt tâm huyết dâng trào, hắn cũng không ôm lấy chờ mong đối với Luân Hồi Tiên Đế. Dù cho Luân Hồi Tiên Đế phản bội hắn, hắn lật tay cũng có thể tiêu diệt. Huống hồ, chỉ cần Luân Hồi Tiên Đế tu hành cực nguyên đại đạo cũng đừng nghĩ đến chuyện phản bội hắn được. Hàn Tuyệt nếu gặp chuyện không may, tất cả mọi người trên con đường này đều gặp phải tai ương. Thánh nhân có lẽ sẽ ngăn cản được lực hấp dẫn của cực nguyên đại đạo, nhưng phía dưới thánh nhân ai có thể chống cự được. Hắn tin tưởng Luân Hồi Tiên Đế đã bắt đầu nghiên cứu cực nguyên đại đạo. Tâm trạng của Hàn Tuyệt không tệ, hắn đi ra khỏi đạo quán, triệu tập các đệ tử, bắt đầu giảng đạo. Lần giảng đạo này kéo dài liên tục 100 năm. 100 năm về sau, Hàn Tuyệt sau khi kết thúc giảng đạo liền trở lại trong đạo quán. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Mười mấy năm trước bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón một tên cầu đạo giả, quỳ bái đến bây giờ. Tên này chính là Hàn Thác, nhi tử tới cầu đạo. Nói thật, Hàn Tuyệt tạm thời không muốn thu Hàn Thác, hắn hy vọng Hàn Thác đi một con đường khác không giống với chính mình. Một khi Hàn Thác đi vào, đệ tử khác nhất định đoán được thân phận của y cùng với Hàn Tuyệt. Sau khi rõ ràng chân tướng, tâm thái của Hàn Thác chắc chắn sẽ thay đổi. Phụ thân của mình vậy mà là thánh nhân, bất kể tâm trạng chuyển biến tốt hay là hư hỏng đi đều không được. Hàn Tuyệt hy vọng Hàn Thác có thể đi ra một con đường chứng đạo của chính mình, dù sao bên trong thiên đạo, chỉ cần có hắn tại, không, ai có thể giết được Hàn Thác. Hàn Thác đang cầu đạo chợt nghe thấy một giọng nói, ngươi đi đi. Hàn Thác mở mắt, nói, ta là được đệ tử của ẩn môn là Đạo Chí Tôn, Chu Phàm và Triệu Hiên Viên mời tới. Nguyên lai hai người mới tiến vào trong hỗn độn lĩnh vực chính là Di Thiên với Hàn Thác. Hàn Tuyệt lần nữa truyền âm nói, trong vòng 100 vạn năm, nếu như ngươi có thể dựa vào chính mình thành tựu chuẩn thánh, ta, chủ nhân của ẩn môn, sẽ lập tức thu ngươi làm đệ tử, ban thưởng ngươi tư cách chứng đạo. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 565, Thánh nhân họ Hàn. Tư cách chứng đạo. Hàn Thác vừa nghe thấy vậy, hô hấp lập tức dồn dập lên. Tuy rằng chứng đạo cách y vô cùng xa xôi, nhưng y biết rõ chứng đạo vô cùng khó khăn, bao nhiêu nhân vật thiên kiêu chết ở cánh cửa chuẩn thánh, chớ nói chi cao hơn là chứng đạo. Hàn Thác nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử đã hiểu. Y lập tức đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, y mới thanh tỉnh lại. Y tự trào phúng cười một cái. Ở đâu là ban thưởng cho y cơ duyên, hoàn toàn là không nhìn chúng y. Mà thôi, Hàn Thác ta hành tẩu trong thiên địa, đã khi nào cần dựa vào giáo phái chưa? Ánh mắt của Hàn Thác lần nữa trở nên kiên định, nếu như ẩn môn không cần y, tội gì y phải cố chấp. 100 vạn năm, ha ha, ánh mắt Hàn Thác trở nên kiên định, không suy nghĩ thêm những thứ này nữa. Có lẽ từ nhỏ y chính là người tự do, vô câu vô thúc, vẫn luôn bay lượn với chân trời. Hàn Tuyệt nhìn qua Hàn Thác rời đi, hắn có thể cảm nhận được tiểu tử này chán nản với bất mãn, như vậy cũng không tệ. Con a, sở dĩ vi phụ nuôi thả ngươi, đó là tuyệt đối nắm chắc có thể che chở ngươi, Hàn Tuyệt cảm khái nói. Hắn dù sao cũng là nhìn Hàn Thác lớn lên, hắn hy vọng Hàn Thác có thể trở thành người tuyệt đối tự tin, mà không phải là tuyệt đối tín nhiệm phụ thân mình. Trước mắt những gì Hàn Thác trải qua hắn vẫn là rất hài lòng. Thức thời, nhưng không úy kỵ cường địch. Trong hỗn độn lĩnh vực, năm đạo nhân ảnh hội tụ, ai cũng thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Chu Phàm đắc ý cười nói, dạo gần đây ta ở hỗn độn thành chính là phong sinh thủy khởi, thu không ít thiên kiêu làm tiểu đệ. Đạo Chí Tôn nói khẽ, đừng quên tu hành. Làm sao có thể? Chu Phàm quay đầu nhìn Di Thiên, nói, tiểu tử, danh tiếng của ngươi rất lớn rồi, cũng truyền tới cả hỗn độn thành. Chớ lăn lộn cùng yêu tộc, ta dẫn tiến ngươi tới ẩn môn hoặc là hỗn độn thành, đều có thể thu được tài nguyên tu hành vô thượng. Di Thiên nói, ngưng, ta không cần tài nguyên gì hết, vẫn là câu nói kia, thiên tư của ta là đệ nhất trên đời này. Đó là ngươi không đứng trước mặt lão tử, nếu không một trưởng đánh cho ngươi quỳ xuống. Ngươi không phải là tu luyện nhiều hơn ta mấy vạn năm hay sao? Ngày khác ta nhất định thành thánh, ngươi cùng lắm chỉ là chuẩn thánh. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì thành thánh? Chu Phàm và Di Thiên bắt đầu đấu võ mồm. Triệu Hiên Viên nhìn Hàn Thác, hỏi, ngươi làm sao không tới ẩn môn? Hàn Thác nói, chủ nhân của ẩn môn để cho ta 100 vạn năm sau lại đến, cần ta chứng được chuẩn thánh. Ba người đạo chí tôn đều không lộ ra thân phận của Hàn Tuyệt, bao gồm cả tên, dù sao lúc trước Hàn Tuyệt ở hỗn độn lĩnh vực cũng không lộ ra thân phận của mình. Đạo chí tôn lắc đầu nói, ngươi cũng họ Hàn, còn tưởng rằng sư phụ có thể động lòng trắc ẩn, đáng tiếc. Hàn Tuyệt quả thật có quy củ, không đạt chuẩn thánh không được đi ra ngoài, hiện tại đảo ngược lại quy củ này cũng là chuyện bình thường. Hàn Thác hiếu kỳ hỏi, chủ nhân của ẩn môn gọi là Hàn gì? Chu Phàm trừng đạo chí tôn một cái, mắng, chớ nói lung tung, danh hào của thánh nhân làm sao có thể lộ ra. Đạo chí tôn tự biết nói lỡ, không khỏi lắc đầu. Triệu Hiên Viên cười nói, đừng hỏi nữa, họ Hàn, vốn nhiều, cũng không thể toàn bộ đệ tử họ Hàn đều nhận sư phụ của chúng ta là tổ tông đi. Quan hệ cũng không thể loạn trèo. Hàn Thác gật đầu. Di Thiên nói khẽ, thánh nhân thì như thế nào, sớm muộn ta sẽ thành thánh, mấy ca, dạo gần đây có người giả mạo thể chất hỗn độn, lại không thể vào nơi đây, có muốn cùng đi trị gã một chút hay không? Ngay tại thiên tộc, Triệu Hiên Viên cả giận nói, ngươi thật đúng là trung khuyển của yêu tộc, mượn cơ hội để cho chúng ta đối phó với thiên tộc à? Chẳng lẽ không biết phía sau thiên tộc là ẩn môn sao? Di Thiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ẩn môn hỗ trợ thiên tộc, tại sao ta không biết? Hàn Thác bất đắc dĩ nói, ta cũng đã biết, ngươi cả ngày chỉ biết chiến đấu với chiến đấu, thủ hạ bên người lúc nào cũng nịnh nọt ngươi, ngươi làm sao có thể hiểu rõ thiên địa chân thật? Di Thiên không có lên tiếng, bất luận kẻ nào nói y đều cãi lại, duy chỉ có Hàn Thác nói là y sẽ không phản bác. Ngoại trừ quan hệ hảo hữu, Hàn Thác còn từng cứu tính mạng của y. 1000 năm thoáng cái đã qua. Hàn Tuyệt phát hiện từ sau khi chính mình thu phục Vô Pháp Thiên Tôn liền lại không có sóng gió, không gặp phải phiền phức gì, đối với hắn mà nói thời gian liền trôi qua rất nhanh. Tu vi của Hàn Tuyệt không ngừng tăng trưởng, cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ càng ngày càng gần. Thật tốt đẹp, nếu là có thể mãi mãi như vậy thì thật là tốt. Hàn Tuyệt mở mắt, tâm trạng sung sướng suy nghĩ. Hòa bình tốt nhất kéo dài đến khi nào hắn trở thành vô địch.
Hàn Tuyệt xem xét thông báo, dạo gần đây nhóm bằng hữu không biết như thế nào. Hảo hữu Luân Hồi Tiên Đế bị nguyền rủa thần bí, hảo hữu Tà Thiên Đế trở về tiên giới, bị hảo hữu Cầu Tây Lai trục xuất, bị trọng thương đồ đệ Chu Phàm bị tu sĩ của Tiệt Giáo tập kích 12.309 lần. Đồ Tôn Phương Lương bị tiên thần của thiên tộc tập kích 63 lần. Hảo hữu Cầu Tây Lai bị nguyền rủa thần bí. Hảo hữu Tiêu Đại Đế bởi vì nguyền rủa quá nhiều, đạo tâm hỗn loạn. Hảo hữu Thạch Độc Đạo bị hảo hữu Lý Đạo Không tập kích đồ đệ Kỳ Tiên Thần bị nguyền rủa thần bí. Cái lão khọng Tiêu Đại Đế này, không ngờ giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa người khắp nơi. Đây chẳng phải là cho lão tử chịu tiếng xấu thay cho người khác hay sao? Hàn Tuyệt âm thầm khó chịu. Các thánh nhân nhắc tới nguyền rủa tất nhiên sẽ nghĩ tới Hắc Ám Cấm Chủ, tuy rằng không ai đoán hắn là Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng vẫn thấy khó chịu a. Dẫu sao Hắc Ám Cấm Chủ là áo khoác ngoài của Hàn Tuyệt. May mắn tên này bị báo ứng. Hàn Tuyệt nhìn trong chốc lát, phong ba không ngừng, nhưng không quan hệ gì với hắn. Hàn Thác đã bắt đầu mạo hiểm, tuy nhiên có kiếp oan ở đó, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng về y. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt muốn báo mộng cho Cầu Tây Lai, hỏi thăm sự tình về vãng sinh bí cảnh. Trong mộng cảnh, Cầu Tây Lai trả lời, không tìm được Hắc Ám Thánh Quân, tên này quá cẩn thận. Hàn Tuyệt hỏi, tại sao không hủy vãng sinh bí cảnh đi? Không được, bí cảnh này từng là tộc địa của chủng tộc Thiên Đạo, Long tộc, vận khí còn sót lại, nếu hủy đi, Thiên Đạo không trọn vẹn, thế lực bên ngoài Thiên Đạo sẽ tràn vào. Thì ra là thế, vậy ngươi nhất định phải nghiêm khắc trông giữ nơi này, Hắc Ám Thánh Quân sớm muộn sẽ đánh tới. Ừ, ta hỏi qua Lý Mục Nhất, Hắc Ám Thánh Quân quả thật cường đại, nếu không phải dựa vào vận khí Thiên Đạo của Đại Thiên Thế Giới, lão sớm đã chết ở trong tay Hắc Ám Thánh Quân. Ta tu luyện thật tốt, sau này đối kháng với gã, trước đó, các ngươi không thể gặp sai sót. Yên tâm, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Chẳng biết tại sao, thái độ của Cầu Tây Lai làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Cầu Tây Lai đối với hắn rất kính cẩn nghe theo, nhưng có chút cảm giác qua loa. Dạo gần đây Cầu Tây Lai thành thật, cũng không biết đang làm cái gì. Hàn Tuyệt tiêu hao 40 tỷ năm tuổi thọ, xác định Cầu Tây Lai không giết được hắn sau đó mới yên tâm. Ta muốn biết khi nào Hắc Ám Thánh Quân tập kích tiên giới. Cần khấu trừ 50 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Khoảng 5 tỷ năm nữa lâu như vậy. Vậy ổn rồi. Hiện tại Hàn Tuyệt cũng còn không có đến 100 triệu tuổi đây. 5 tỷ năm, chắc hẳn ta cũng đã đạt tới cảnh giới Thánh Nhân Đại Đạo rồi đi. Ta hiện tại cần phải làm là không nguyền rủa Hắc Ám Thánh Quân, để tránh tên này chó cùng rứt dậu, sớm cưỡng ép tiến công Thiên Đạo, cũng giống như những kiêu hùng trong lượng kiếp lần trước vậy. Hàn Tuyệt âm thầm quyết định, sau này không thể tùy tiện sử dụng ách vận thư. Hàn Tuyệt không nghĩ thêm nữa, mà nhìn trong đạo quán, có một tên đệ tử đã quỳ thật lâu, Long Hạo. Từ sau khi trở về ẩn môn lần nữa, Long Hạo thay đổi tính tình, trở nên trầm ổn, cũng không còn nhiều lời như trước nữa. Sau khi trở về, đây là lần đầu tiên y một mình tới tìm Hàn Tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 566, Tà Thiên Đế biến hóa, ma thân của đạo tổ. Vào đi, nghe thanh âm của Hàn Tuyệt, mặt Long Hạo lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy đi vào bên trong đạo quán. Y quỳ bái ở trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ. Hôm nay y đã là lục huyền thần nguyên, cách Đại La Kim Tiên cảnh rất gần, thiên tư của y vốn là trác tuyệt, thế nhưng trải qua vô lượng đại kiếp, vận khí vẫn luôn bị áp chế. Hạo Thiên từ trong cơ thể Long Hạo bay ra, nói, tu vi của tiểu tử này kẹt tại lục huyền thần nguyên, ta hoài nghi có người động tay chân với y, ngài hỗ trợ xem một chút đi. Long Hạo ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hàn Tuyệt đưa thánh niệm ra, dò xét linh hồn của Long Hạo. Hả? Thật là có. Cỗ lực lượng này ẩn tàng rất sâu, giam cầm đạo quả của Long Hạo. Chờ chút. Đây, chẳng phải là pháp lực của thiên đế. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thái độ của thiên đế đối với Long Hạo khó có thể phán đoán. Nói lão sủng ái Long Hạo, nhưng lại không truyền ngôi cho Long Hạo. Nói lão chán ghét Long Hạo, lại gửi gắm Long Hạo cho Hàn Tuyệt. Thiên đế chi tử nhiều như vậy, sau khi lượng kiếp kết thúc, chỉ còn lại Long Hạo sống sót. Mặc kệ ý nghĩ của thiên đế là như thế nào, nếu như Long Hạo tìm đến Hàn Tuyệt liền không thể không ra tay.
Có lẽ cỗ lực lượng này là vì bảo hộ Long Hạo không bị Hạo Thiên đoạt xá, nhưng ở dưới mí mắt Hàn Tuyệt sẽ không thể nào đoạt xá. Ý niệm trong đầu Hàn Tuyệt khẽ động, pháp lực của thiên đế giam cấm đạo quả của Long Hạo lập tức tiêu tán. Trong chốc lát, Long Hạo như trút được gánh nặng. Y vui mừng nhìn Hàn Tuyệt, hỏi, sư phụ, ngài. Hàn Tuyệt đáp, ừ, trở về tu luyện thật tốt đi. Long Hạo vội vàng dập đầu rời đi, Hạo Thiên cũng lập tức hành lễ. Sau khi rời khỏi đạo quán, Hạo Thiên cảm khái nói, sư phụ ngươi thật lợi hại, cảm giác đã siêu việt những thánh nhân cao cao tại thượng kia. Long Hạo đắc ý cười nói nhảm, sư phụ ta chính là người đã kết thúc kiếp nạn thiên ma, thánh nhân cũng phải bái phục. Hạo Thiên lắc đầu bật cười, cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời Long Hạo chính là đã bái Hàn Tuyệt làm sư phụ, nếu không sớm bị y đoạt xá, hoặc là chết ở bên trong lượng kiếp rồi. Bên kia, Hàn Tuyệt vừa muốn tiếp tục tu luyện, thiên đế liền muốn báo mộng cho hắn, hiện tại có lẽ xưng là Tà Thiên Đế. Hàn Tuyệt tiếp nhận Tà Thiên Đế báo mộng, lần này, mộng cảnh cũng không phải là khu rừng nhỏ ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông, mà là trên một mảnh đất hoang vu, trải rộng thi hài. Bầu trời rất cao, giăng đầy mây đen, vô cùng áp lực. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tà Thiên Đế đứng ở phía trước núi nhỏ được trồng chất từ đống thi cốt mà thành. Tà Thiên Đế nhìn xuống Hàn Tuyệt, nói, ỉ, sao ngươi phải diệt trừ pháp lực chẫm lưu cho Long Hạo? Hàn Tuyệt nói, ta không biết bệ hạ có dụng ý gì, ta cho là ngươi muốn bảo hộ y, bây giờ y bình yên vô sự nên ta liền giải trừ, khiến cho việc tu hành của y không hề có trở ngại. Tà Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Tà Thiên Đế đối với ngươi giảm hảo cảm xuống, độ hảo cảm hiện tại là 3 sao, trong lòng Hàn Tuyệt thở dài. Hắn hỏi, ngươi không thích Long Hạo sao? Vì sao phải để ta thu y làm đệ tử? Tà Thiên Đế nói, không phải ta không thích Long Hạo, chỉ là không thích Hạo Thiên, bây giờ Long Hạo càng mạnh, Hạo Thiên càng mạnh, hai người tuy hai mà một. Hàn Tuyệt trầm mặc, quả là thế. Tà Thiên Đế hỏi, ngươi xem xung quanh nơi này, ngươi có cảm thụ gì? Hàn Tuyệt nói, thiên đạo thật tốt. Đúng vậy, so sánh với thiên đạo, nơi đây so với âm phủ còn muốn đáng sợ, đây là quy khư thần cảnh. May mắn ta không có đi quy khư thần cảnh. Không, có lẽ ngươi nên tới. Ở nơi đây, ngươi có khả năng càng mạnh hơn. Nếu không đến quy khư thần cảnh, ngươi sẽ dừng bước tại thánh nhân, không cách nào tiến lên nữa. Lúc trước trẫm tận mắt nhìn thấy thánh nhân tự tại chiến đấu, Ngô Xuất Pháp tùy, một lời liền thay đổi chiến đấu đã phát sinh, cái loại sức mạnh to lớn này, ngươi không muốn lấy được sao? Muốn, nhưng mà ta còn chưa đạt tới thánh nhân đỉnh phong, tạm thời không cần đi mạo hiểm. Cũng đúng, Tà Thiên Đế bị Hàn Tuyệt thành thật chặn họng không còn lời nào để nói. Hàn Tuyệt lại cảm thấy căng thẳng, Ngô Xuất Pháp tùy, còn có thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Đây là xuyên thẳng qua thời gian, hay là lập tức định ra vận mệnh? Quy khư thần cảnh thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt nhìn Tà Thiên Đế không nói lời nào, không khỏi quan tâm hỏi, bệ hạ dạo gần đây như thế nào? Coi như cũng được đi, trẫm hy vọng ngươi không nên giao tiếp nhiều với Hạo Thiên, nếu có thể, trẫm hy vọng ngươi có thể tiêu diệt Hạo Thiên. Tà Thiên Đế lắc đầu nói. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ xem xét, nếu như bệ hạ đang gặp phải phiền phức gì, nếu ta có thể giúp đỡ được ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể mở miệng. Ừ, báo mộng kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày. Trạng thái của Tà Thiên Đế càng ngày càng không bình thường, mặc dù còn chưa thành thánh, nhưng đã Hàn Tuyệt có chút bất an. Xem ra thứ đẳng quỷ dị thần linh với tà túy chẳng lành ảnh hưởng đến lão rất lớn. Về phần tiêu diệt Hạo Thiên, tạm thời Hàn Tuyệt không thể xuất thủ. Vô cớ xuất binh, huống hồ độ hảo cảm của Hạo Thiên với hắn vẫn rất cao không hề hạ xuống. Hàn Tuyệt chỉ có thể chờ đợi Hạo Thiên phạm sai lầm mới có thể giúp Thiên Đế tiêu diệt tên này. Bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn Thiên Đế vẫn thân thiết hơn. Nếu như Hạo Thiên vẫn luôn trung thành và tận tâm, vậy thì không có biện pháp. Vô duyên vô cớ giết Hạo Thiên, các đệ tử ẩn môn khác sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Tuyệt không nghĩ thêm nữa, chuyên tâm tu luyện. Xuân đi thu tới, tinh thần đấu chuyển. Lại là 3.000 năm trôi qua. Hàn Tuyệt có chứng bắt buộc, cố ý bế quan theo số nguyên. Hắn mở to mắt, bắt đầu xem xét thông báo, có gặp phải tập kích, có cơ duyên, cũng có nguyền rủa thần bí, còn có gặp phải những thứ khác. Có một cái thông báo hấp dẫn lực chú ý của Hàn Tuyệt. Hảo hữu Tiêu Đại Đế rời khỏi thiên đạo. Hảo hữu Tiêu Đại Đế được đại năng thần bí chỉ điểm, bắt đầu rời khỏi vận khí của thiên đạo. Hàn Tuyệt kiểm tra ảnh chân dung của Tiêu Đại Đế, phát hiện tu vi của tên này cũng không có giảm xuống.
Nói cách khác, lão cũng không phải là bị suy yếu, mà là mạnh lên. Chẳng lẽ lão muốn noi theo Lý Mục Nhất, nhảy ra thân phận thánh nhân thiên đạo? Không đúng, đại năng thần bí hẳn là tồn tại càng cường đại hơn. Hàn Tuyệt nhíu mày, cảm giác cần phải coi một cái để ngừa bị ám toán. Ta muốn biết là ai đang chỉ điểm Tiêu Đại Đế. Cần tiêu hao 70 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người, trước mắt nhảy ra một hàng chữ: La Hầu, Thánh Nhân Tự Tại Viên Mãn, Thủy Tổ của Ma Tộc, Vô Lượng Đại Đế, Thiên Đạo Chi Tử, Ma Thân của Đạo Tổ. Biểu cảm của Hàn Tuyệt trở nên khác thường. Hắn nghe nói đến La Hầu, danh tiếng của gã truyền lưu trong hậu thế, nhưng phần giới thiệu phía sau này cũng rất có vấn đề. Ma Tổ La Hầu vậy mà là Thiên Đạo Chi Tử, lại còn là Ma Thân của Đạo Tổ. Chúng sinh đều biết, Đạo Tổ sở dĩ trổ hết tài năng, chính là dẫm lên Ma Tổ thượng vị. Đó cũng là lần lượng kiếp đầu tiên của thiên đạo, đạo ma tranh đấu. Chẳng lẽ tất cả những điều này là Đạo Tổ tự biên tự diễn? Hoặc là Đạo Tổ đã thu phục được La Hầu? Hàn Tuyệt muốn tiếp tục tính quan hệ giữa La Hầu với Đạo Tổ. Dính đến tồn tại siêu việt cực hạn của hệ thống, không cách nào diễn hóa, Hàn Tuyệt không thể không đặt lại ánh mắt ở trên người La Hầu. Dù sao hắn vẫn cảm thấy La Hầu muốn ngóc đầu trở lại. Phía sau những thánh nhân thiên đạo này đều có bối cảnh lớn, may mắn Hàn Tuyệt không có lập tức giết chết bọn họ. Mà thôi, cho dù gặp chuyện không may cũng để cho bọn họ chó cắn chó, Hàn Tuyệt không cần thiết đấu tranh anh dũng. Hàn Tuyệt đứng dậy, quyết định ra ngoài giảng đạo, loại bỏ tạp niệm. Cùng lúc đó, vùng đất cực bắc của tiên giới, mặt đất hàn bằng vô biên bỗng nhiên sinh ra lít nha lít nhít khe hở, nhanh chóng mở rộng, từng sợi hắc khí đáng sợ từ phía dưới bay lên. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Tô Kỳ phục sinh, lại thấy ánh mặt trời. Từ chỗ cao nhìn lại, sông băng vô biên tựa như mặt kính tan vỡ, vô số khe hở mở rộng thành những hẻm núi giao thoa, lan tràn ra hắc khí hóa thành sương mù bàng bạc, xua tan mênh mông trắng xóa trong thiên địa. Mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có con quái, vật khổng lồ sắp phá tan mặt đất. Lúc này, mây mù bị từng tia kim quang chiếu xuyên qua. Sau khi mây mù tản ra, một thân ảnh tản ra tia sáng chói mắt xuất hiện ở phía trên đám mây, chính là tiên thần của thiên tộc. Cầm đầu chính là Phương Lương, đứng bên cạnh y chính là thiên thần tướng và đại thần tướng. Phương Lương mắt nhìn xuống phía dưới, hỏi, các ngươi nhìn ra đầu mối sao? Đại thần tướng cau mày nói, giống như ma không phải ma, càng giống là Atula tộc trước đó đã bị diệt tộc trong lượng kiếp. Thiên thần tướng gật đầu nói, không sai, chắc hẳn là Atula tộc. Nghe nói thời điểm huyết minh hà vẫn lạc đã thi triển một loại thần thông thần bí, muốn ngóc đầu trở lại. Phương Lương lâm vào suy tư. Sông băng trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đột nhiên sụp đổ, bay lên băng vụ đẩy thẳng về phía bầu trời, hùng tráng vô biên, chấn động tuyệt luân. Trong sương mù bàng bạc lờ mờ có thể trông thấy một thân ảnh đáng sợ, khó có thể phân biệt rõ chân thân của nó. Phương Lương khua tay nói, bắt lấy tà vật này. Đại thần tướng và thiên thần tướng lập tức lao xuống dưới, những tiên thần khác theo sát phía sau. Bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt vừa mới bắt đầu giảng đạo chưa tới một năm. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được phương hướng cực bắc truyền đến một luồng khí tức mênh mông, ít nhất là chuẩn thánh, đã không kém hơn Thạch Độc Đạo. Hàn Tuyệt không có đình chỉ giảng đạo, vừa giảng, vừa ngắm nhìn phương xa. Phương Lương dẫn theo người, bị tồn tại thần bí kia cường thế chấn áp, tình huống nguy cấp. Hàn Tuyệt không có ý xuất thủ, Phương Lương lại không phải là con của hắn, nếu như ở bên ngoài lang bạt, sẽ phải trả giá thật nhiều. Hàn Tuyệt cũng không thể bảo hộ mỗi một vị đệ tử của ẩn môn, hơn nữa Phương Lương một mực chưa từng trở về, nếu không phải độ hảo cảm không có giảm xuống, hắn cũng hoài nghi Phương Lương đã phản bội. Cũng không lâu lắm, Lý Đạo Không từ tầng trời thứ 13 tiến đến trợ giúp, một trận đại chiến kinh thế diễn ra. Mấy ngàn năm trôi qua, Lý Đạo Không lại mạnh hơn rất nhiều, lĩnh ngộ đối với vạn sinh kiếm càng ngày càng sâu, đấu với tồn tại thần bí kia không phân chia cao thấp. Nếu như có thể đánh ngang tay, vậy thì Lý Đạo Không cũng sẽ không thua. Hàn Tuyệt bắt đầu chuyên tâm giảng đạo. Một lần giảng đạo này qua đi 100 năm. 100 năm giảng đạo, đa số đệ tử đều có tiến bộ, nhưng tu vi của các đệ tử thân truyền lại không có tăng trưởng rõ ràng. Hàn Tuyệt nói cực nguyên đại đạo đã không dưới 10 lần,
nên lĩnh ngộ cũng đã lĩnh ngộ, giảng nhiều hơn nữa cũng rất khó cưỡng ép lĩnh ngộ. Bên trong tối tăm, tư chất và ngộ tính như là gông xiềng trấn áp đệ tử của ẩn môn. Bên trong đám đệ tử ký danh tạm thời còn chưa xuất hiện thần cảnh, mạnh nhất cũng mới thất chuyển tiên đế. Theo xu thế này, 100 vạn đệ tử ký danh khó ra một tên chuẩn thánh. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, vừa trở lại trong đạo quán. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, bắt đầu xem xét thông báo. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nhắm mắt lại. Bên trong Hồng Mông giới, Tô Kỳ đang hô hoán Hàn Tuyệt. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên, có chuyện gì? Trở thành hỗn độn ma thần đã có một khoảng thời gian, thân thể của Tô Kỳ đã ngưng thực, không có khác gì sinh linh bình thường. Sư phụ, ta khi nào mới có thể ra ngoài? Hỗn độn chi khí nơi đây đã không cách nào làm cho ta tăng lên. Tô Kỳ vội vàng trả lời, giọng điệu lo lắng không yên. Dẫu sao trước kia y từng chết qua một lần, y lo lắng Hàn Tuyệt sẽ không để cho y ra ngoài. Quả thật Hàn Tuyệt cũng có nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ có thể khống chế vận rủi hay không? Có thể. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ, Tô Kỳ quả thật thu liễm rất khá, không có tiết lộ ra ngoài. Hắn bắt đầu cân nhắc, Tô Kỳ lâm vào trong lo lắng không yên, sợ Hàn Tuyệt không đáp ứng. Y nhớ lại những chuyện sai mình từng làm trước kia lại càng thêm không có lòng tin. Đổi lại y mà là Hàn Tuyệt thì cũng sẽ không thả y ra ngoài. Cũng không phải là trọng sinh là có thể tẩy đi tội nghiệt. Bỗng nhiên, Tô Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hai chân của y đột nhiên rơi xuống đất. Khung cảnh xung quanh biến thành một tòa đạo quán, thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt chói chang làm cho y híp mắt lại. Sư phụ, Tô Kỳ kích động quỳ xuống, thanh âm cũng đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc y lại tận mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt. Hai người xa cách lâu ngày gặp lại cũng không phải như là nhân gian cả đời, mà là cả một kỷ nguyên thiên đạo. Hàn Tuyệt nói, từ nay về sau liền ở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được rời đi, chính ngươi tự ra ngoài tìm một chỗ ở lại đi. Tô Kỳ gật đầu, kích động đến mức không biết nên nói cái gì. Có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời đã rất không tệ, y dĩ nhiên không dám lại vọng tưởng hoàn toàn tự do. Sau khi đi ra khỏi đạo quán, Tô Kỳ nhìn qua ánh mặt trời chói mắt, y khóc. Ta vẫn còn sống. Lần này, ta sẽ không lại trở thành quân cờ. Hai tay Tô Kỳ nắm chặt, bờ vai bởi vì cảm xúc kích động mà run rẩy. Trương Giác, Tào Tháo và Xích Hồng Hồ Ly mở mắt nhìn y, ánh mắt khác thường. Tô Kỳ phát giác được sự hiện hữu của bọn họ, quay người nở nụ cười với bọn họ, tiếp đó đi lên giao lưu. Trương Giác và Tào Tháo căn bản không để ý tới y, ngược lại là Xích Hồng Hồ Ly rất nhiệt tình. Xích Hồng Hồ Ly là tiểu yêu quái Hàn Tuyệt thu nhận lúc cảm ngộ ở nhân gian, đi đến Bách Nhạc Tiên Xuyên nó vẫn luôn an phận tu luyện, trước đó không lâu mới đột phá đến Thái Ất Chân Tiên cảnh. Trò chuyện một hồi lâu, Tô Kỳ mới rời đi, tiến đến bái phỏng các đệ tử ẩn môn khác. Rất nhanh, đệ tử thân truyền biết được tin tức Tô Kỳ phục sinh, toàn bộ đệ tử thân truyền hơi khiếp sợ. Làm sao có thể? Không phải Tô Kỳ đã chết rồi sao? Bọn họ chính là biết rõ Tô Kỳ kết thúc trong vô lượng đại kiếp lần trước. Ngay cả Lý Huyền Áo cũng đến đây gặp Tô Kỳ. Toàn bộ đệ tử thân truyền hội tụ ở dưới phù tăng thụ, bọn họ vây quanh Tô Kỳ, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Sư phụ phục sinh ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm cái gì sao? Ngươi làm như thế nào mà hủy diệt chúng sinh vậy, quá mạnh mẽ đi. Sau khi thi triển thần thông diệt đạo, làm sao ngươi tránh được thiên đạo chu diệt? Quả thật không hợp lý. Các đệ tử cũng cảm thấy ngạc nhiên, Hắc Ngục Kê thậm chí cho là y chỉ có vẻ ngoài giống Tô Kỳ. Tô Kỳ cảm khái nói, ta cũng chẳng biết tại sao, sau khi ta chết đi, ta vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến khi thức tỉnh, nghe thanh âm của sư phụ, tất nhiên là sư phụ đã cứu ta. Lý Huyền Áo tấm tắc kêu kỳ lạ nói, kiếp số thiên đạo cũng có thể nghịch đổi, chẳng lẽ môn chủ thật sự là đạo tổ hiền hóa. Lúc trước y vẫn luôn nghe Hắc Ngục Kê nói Hàn Tuyệt là đạo tổ chuyển thế, y còn không tin, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thật là có một phen đạo lý. Hàn Tuyệt quật khởi sau khi đạo tổ tan biến, thời gian điểm quá mức trùng hợp. Tô Kỳ nói, từ nay về sau ta sẽ luôn ở chỗ này tu luyện, không rời đi nữa. Về phần quá khứ tất cả đã qua, hy vọng các vị không nên lại trêu ghẹo ta cũng không cảm thấy vinh quang. Y thở dài một hơi, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, lại bị thánh nhân mê hoặc, y làm sao lại làm như vậy? Hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng của y liền tràn đầy áy náy. Đạo Chí Tôn nói khẽ,
hy vọng ngươi thật sự là lòng mang áy náy. Sắc mặt của Triệu Hiên Viên và Long Hạo cũng thật không dễ nhìn, bọn họ vẫn luôn không nói gì. Ở trong lượng kiếp trước đó, bọn họ có không ít thân bằng hảo hữu vẫn lạc, Tô Kỳ chính là đầu sỏ gây nên, dù là bị thánh nhân mê hoặc, ba người cũng không cách nào hoàn toàn quên đi. Hắc Ngục Kê kêu lên, Tô Kỳ, tiến vào mô phỏng thí luyện để cho ta hành hạ 100 lượt, ngươi không được đánh trả, coi như là để chúng ta chút giận thay cho chúng sinh. Trong lượng kiếp trước đó, Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi, mô phỏng thí luyện là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 568, Đạo Chí Tôn không cam lòng, không ngừng phục sinh. Sau khi Hắc Ngục Kê phổ cập kiến thức cho Tô Kỳ cách sử dụng mô phỏng thí luyện như thế nào, Tô Kỳ vui vẻ tiếp nhận đề nghị của nó. Ngay khi y rời khỏi đạo quán của Hàn Tuyệt cũng đã khai thông quyền hạn cho y. Rất nhanh, các đệ tử thân truyền liền lôi kéo Tô Kỳ vào mô phỏng thí luyện. Bọn họ cũng rất muốn biết Tô Kỳ có thể kết thúc vô lượng đại kiếp mạnh cỡ nào. Tô Kỳ quả thật không có đánh trả, nhưng ngoại trừ Đạo Chí Tôn, không người nào có thể làm Tô Kỳ bị thương. Dù là Đạo Chí Tôn cũng không cách nào tru sát Tô Kỳ. Làm sao có thể? Đạo Chí Tôn kinh ngạc, y chính là Đại La Kim Tiên. Tô Kỳ vừa phục sinh đã mạnh hơn cả y. Dựa vào cái gì? Tô Kỳ cũng rất kinh ngạc, khí thế của Đạo Chí Tôn để cho y nghĩ đến những Đại La Kim Tiên trước kia gặp phải, không ngờ đối mặt nhóm cường giả này, chính mình vậy mà không chết. Tô Kỳ lột xác thành tử vong ma thần đã siêu việt sinh linh thiên đạo, y cũng không phải là người có thể chất hỗn độn, mà là danh xứng với thực hỗn độn ma thần, bản chất của sinh mệnh như là bản cổ khai thiên lúc trước, chỉ là không có mạnh như bản cổ mà thôi. Ngay cả Đạo Chí Tôn cũng không thể tru sát được Tô Kỳ. Việc này để cho toàn bộ đệ tử thân truyền kinh hãi, Lệ Diêu và Triệu Hiên Viên cũng đồng loạt tham chiến. Tô Kỳ không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại rất lúng túng. Y biết rõ Hắc Ngục Kê đề nghị là muốn tiêu trừ ân oán giữa y với các đệ tử khác, nhưng tình huống trước mắt này ngược lại trở nên mâu thuẫn. Nên làm cái gì bây giờ? Y cũng không thể tự bạo, y thế nhưng là tử vong ma thần, bản thân liền, tượng trưng cho tử vong, không cách nào làm cho chính mình tử vong. Hàn Tuyệt ở trong đạo quán cũng tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Lúc các đệ tử tiến hành mô phỏng thí luyện, hắn đều có thể quan sát cuộc chiến. Biểu hiện của Tô Kỳ để cho hắn rất hài lòng, không hổ là hỗn độn ma thần. Hắn trước kia chỉ gặp được một tên hỗn độn ma thần, đó chính là Chu Diễn Ngọc Đế, đừng nhìn Chu Diễn Ngọc Đế bị hắn cạo chết. Ngay lúc đó ở tiên giới không ai có thể là đối thủ của Chu Diễn Ngọc Đế, mạnh mẽ tột cùng. Hàn Tuyệt cũng ý thức được tâm trạng của các đệ tử khác biến hóa, nhưng hắn không có can thiệp. Cảm giác cừu hận không phải một câu nói của hắn là có thể thay đổi, đúng lúc kích thích đệ tử khác cố gắng tu luyện. 100 năm sau, Hàn Tuyệt gọi Đạo Chí Tôn tới. Từ sau khi so tài với Tô Kỳ, Đạo Chí Tôn bắt đầu điên cuồng bế quan, trạng thái không bình thường. Đạo Chí Tôn tiến vào trong đạo quán, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không đợi y nói gì, mà trực tiếp nói về quá khứ trước kia của Tô Kỳ. Đạo Chí Tôn nhíu mày, không dám thất lễ, chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Hàn Tuyệt kể từ lúc mình bắt đầu quen biết Tô Kỳ, cho đến khi Tô Kỳ bị mệnh cơ thánh nhân tính kế. Đạo Chí Tôn nghe xong, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không phải y không thừa nhận, Tô Kỳ quả thật đáng thương, vẫn luôn không cách nào tự khống chế vận mệnh của mình, vẫn luôn bị biến thành quân cờ. Tô Kỳ từ khi sinh ra đã phải đeo trên lưng vận rủi, ngoại trừ ẩn môn, y không có hảo hữu, không có thân nhân, vẫn luôn trải rất đau khổ. Sở dĩ y so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không phải là tư chất của y so với ngươi mạnh. Chỉ là lúc trước sư phụ cho y thân thể siêu việt chúng sinh, y thật ra cũng coi như là làm vật thí nghiệm của sư phụ, may mắn thành công mà thôi. Hàn Tuyệt chậm rãi nói, thân thể siêu việt chúng sinh. Đạo Chí Tôn không nhịn được hỏi, đó là loại thân thể gì? Y cảm giác Tô Kỳ so với thể chất hỗn độn của y còn mạnh hơn. Y đã từng cho rằng thể chất hỗn độn là thể chất lợi hại nhất, bây giờ xem ra chỉ là trò cười. Hàn Tuyệt nói, đợi ngươi tu luyện tới chuẩn thánh, sư phụ cũng sẽ ban thưởng ngươi. Về phần Tô Kỳ, từ giờ ngươi không nên lại trách cứ y. Dẫu sao không ai có thể chống đỡ được thánh nhân tính kế, chân chính đầu sỏ gây nên là mệnh cơ thánh nhân. Đạo Chí Tôn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, việc này không nên nói với đệ tử khác,
nhất là về thân thể của Tô Kỳ. Đệ tử hiểu rõ. Sau khi đạo chí tôn rời đi, Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái. Cũng không biết tiểu tử này có thể nghe lọt hay không. Nếu thật sự làm Hàn Tuyệt phát bực, toàn bộ ném vào trong Hồng Mông Thiên Lao, trực tiếp làm cho bọn họ phục tùng hắn tuyệt đối. Tuy rằng tự tư, nhưng mà hữu hiệu. Bên ngoài tam thập tam tầng thiên, bên trong hỗn độn vô biên, một tòa thành trì nguy nga ẩn vào trong sương mù bàng bạc, tựa như một con hung thú thái cổ đóng giữ nơi đây. Hỗn độn thành, Chu Phàm đứng trên đỉnh của một tòa tháp cao, ngắm nhìn phương xa, theo ánh mắt của y nhìn lại. Chỗ sâu trong hỗn độn có một đoàn ánh sáng màu đỏ chập chờn sáng tối, tản ra khí tức chẳng lành mà quỷ dị. Dị tượng này đã xuất hiện hơn 5.000 năm, tạm thời không có xuất hiện biến cố, nhưng chẳng biết tại sao, Chu Phàm vẫn luôn cảm thấy bên trong dị tượng cất giấu đồ vật cực độ nguy hiểm. Kiếp nạn thiên ma còn chưa trôi qua bao lâu, cả tòa hỗn độn thành đều không phớt lờ. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Chu Phàm, tên này mặc đạo bào màu xám thẫm, khuôn mặt anh tuấn, lưng đeo bảo kiếm khảm ngọc. "Chu Phàm, đến lượt ta rồi, đi tu luyện đi." Nam tử mặc đạo bào mở miệng nói. Chu Phàm nhìn không chuyển mắt, nói: "Ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao?" Nam tử mặc đạo bào kinh ngạc hỏi: "Là lạ ở chỗ nào?" "Nó giống như đang biến lớn." Đạo bào nam tử vừa nghe thấy vậy, không khỏi nhìn đoàn ánh sáng màu đỏ ở chỗ sâu trong hỗn độn, lông mày của gã lập tức nhăn lại. "Đúng là lớn hơn, tuy rằng chỉ lớn hơn một chút xíu, vốn lấy tu vi của bọn họ cẩn thận quan sát mới có thể phân biệt ra tới. Có nên thông báo cho thành chủ hay không?" Đạo bào nam tử hỏi. Chu Phàm gật đầu. Nam tử mặc đạo bào lập tức tan biến tại chỗ. Chu Phàm đang nhìn chằm chằm chỗ sâu trong hỗn độn, một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai y: "Chu Phàm, tới đây, ta đang đợi người." Thanh âm này cực kỳ mê hoặc nhân tann, Chu Phàm lập tức cảm thấy hơi hoảng hốt. Y lắc lắc đầu, muốn bảo trì thanh tỉnh, kết quả thanh âm thần bí kia lần nữa vang lên. Rất nhanh, Chu Phàm lâm vào trạng thái ngơ ngác. Y như bị ma xui quỷ khiến nhảy lên, bay về phía đoàn ánh sáng màu đỏ kia, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tan biến ở chỗ sâu trong hỗn độn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 700 năm qua đi. Hàn Tuyệt chọn đúng năm theo số nguyên kết thúc bế quan, hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, thánh niệm quét nhìn Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tô Kỳ và Đạo Chí Tôn đều đang tự mình tu luyện, coi như hài hòa. Trước mắt, Tô Kỳ ở lại gần Phù Tăng Thụ, đã thành lập nên một tòa đạo quán đơn sơ. Hàn Tuyệt thu hồi thánh niệm, bắt đầu xem xét thông báo. Đồ đệ Chu Phàm bị tà túy chẳng lành tập kích 283 lần. Đồ đệ Chu Phàm được hảo hữu Thất Đạo Thánh che chở, khôi phục thương thế hảo hữu Tà Thiên Đế khai thiên tích địa, thu được công đức đại đạo hảo hữu Cầu Tây Lai bắt đầu hợp đạo. Dung hợp với thiên đạo hảo hữu Thạch Độc Đạo bị hảo hữu Lý Đạo Không tập kích, hảo hữu Bàn Tâm bị cổ lão Lượng Kiếp chi chủ trấn áp. Bị trọng thương hảo hữu Nữ Oa Nương Nương tạo ra huyễn cảnh đại đạo, đạo hạnh tăng mạnh đồ đệ Chu Phàm bị tồn tại thần bí tập kích. Thân tử đạo tiêu đồ đệ Chu Phàm được hảo hữu Thất Đạo Thánh cứu trợ, đoàn tụ, thân thể và thần hồn. Hà, Chu Phàm xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không khỏi thay đổi sắc mặt. Chu Phàm không ngờ đã không có ở bên ngoài tam thập tam tầng thiên, cũng không ở trong phạm vi thiên đạo. Y rời khỏi thiên đạo từ khi nào? Hàn Tuyệt lật lại những thông báo phía trên, phát hiện 700 năm trước Chu Phàm cũng đã rời khỏi thiên đạo. Trong những năm này, hắn không ngừng bị tàn phá, không ngừng tử vong, không ngừng phục sinh. Không thể không nói, Thất Đạo Thánh thật sự là lợi hại, ở tận quy khư thần cảnh đều có thể viễn trình phục sinh Chu Phàm, thần thông như vậy Hàn Tuyệt xa không theo kịp. Hàn Tuyệt lặng lẽ hỏi thăm, Chu Phàm ở nơi nào? Cần khấu trừ 3 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục giá trị bằng thánh nhân? Đoán chừng có liên quan đến hoàn cảnh vị trí mà Chu Phàm đang ở. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 569 chia 6 vạn tuổi, chí bảo tự tại sát phạt. Sau khi lựa chọn tiếp tục, Hàn Tuyệt tiến vào bên trong huyễn tượng diễn hóa. Hắn mở to mắt, đi đến một mảnh không gian thần bí vô cùng u ám, phía trước có một đoàn ánh sáng màu đỏ chập chờn sáng tối, dày đặc màu đỏ rất kinh dị. Hắn thấy được Chu Phàm. Chu Phàm đang ở bên trong đoàn ánh sáng màu đỏ, y bị từng cái xúc tu dài đầy gai nhọn màu đen quấn quanh, chỉ còn lại hồn thể.
nơi này là... Hàn Tuyệt nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, đoàn ánh sáng màu đỏ này vô cùng bao la, tựa như một vùng sao trời, tràn ngập một loại khí màu đỏ tươi, không nhìn thấy sinh linh hay là vong hồn khác. Hắn sẽ chú ý đến trên người Chu Phàm, những cái xúc tu màu đen kia thoạt nhìn không giống như là thực thể, càng giống là ảo giống, nhưng đúng là đang hấp thu lực lượng thần hồn của Chu Phàm. Ngay khi Hàn Tuyệt đang thắc mắc không biết chỗ này là nơi nào, trước mắt hiện ra một hàng chữ, cực nhạc luyện ngục, tuyệt địa hỗn độn, chính là ý chí của hỗn độn ma thần cổ xưa biến thành. Ý thức của người tiến vào sẽ đắm chìm ở bên trong huyễn tượng cực lạc, không cách nào tự kiềm chế, cho đến khi bị cắn nuốt linh hồn với thân thể hỗn độn ma thần cổ xưa biến thành. Hàn Tuyệt nhíu mày chặt hơn, huyễn tượng diễn hóa tan vỡ, hắn mở to mắt, lập tức hỏi thăm là ai tính kế Chu Phàm để y tiến vào trong cực nhạc luyện ngục. Cần khấu trừ 10 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người, Hắc Ám Thánh Quân, quả nhiên là gã. Dạo gần đây vẫn luôn ngấp nghé cường giả thiên đạo cũng là Hắc Ám Thánh Quân. Tên này muốn chết à? Chu Phàm chính là pháp tướng của Thất Đạo Thánh biến thành, đây chẳng phải là đánh mặt Thất Đạo Thánh hay sao? Từ tuổi thọ cần tiêu hao để tiến vào cảnh tượng diễn hóa xem ra, Hắc Ám Thánh Quân không có khả năng là đối thủ của Thất Đạo Thánh. Hàn Tuyệt bỏ xuống tạp niệm, lại tiếp tục tu luyện. Rời khỏi thiên đạo thật sự là nguy hiểm, dù sao Chu Phàm có chỗ dựa là Thất Đạo Thánh, hắn không cần tìm phiền phức tự mình ra tay. Mấy chục năm sau, kiểm tra được ngươi đã đủ 6 vạn tuổi, nhân sinh lại bước thêm một bước, ngươi có các lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất quan, giảng đạo chư thiên, tranh đoạt vận khí của thiên đạo, có thể thu được một mảnh vỡ đại đạo hai, điệu thấp tu luyện, tự thành một đạo, rời xa nhân quả thị phi, có thể thu được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một khối linh thạch thiên đạo. Hàn Tuyệt mở to mắt, không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thực là vui vẻ. 6 vạn tuổi dường như ngay tại hôm qua, hệ thống thành thật rồi, không để cho Hàn Tuyệt lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là phần thưởng này quá dùng mình, Hàn Tuyệt lặng lẽ lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu được một mảnh vỡ, đại đạo, một kiện chí bảo, một khối linh thạch thiên đạo. Chúc mừng ngươi thu được chí bảo tự tại sát đạo lệnh, sát đạo lệnh, chí bảo tự tại sát phạt, hiến tế tuổi thọ và vận khí có thể giết địch. Ngô xuất pháp tùy, không thể chu sát sinh linh không có nhân quả với mình, không phải trong trạng thái chiến đấu không thể sử dụng. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thoạt nhìn thật trâu bò. Hàn Tuyệt lập tức lấy sát đạo lệnh ra, cái lệnh bài này cùng với trong tưởng tượng của hắn có sự khác biệt. Càng giống như là một thanh kiếm chưa rút ra, dài 3 xích, toàn thân huyết hồng, có một tia huỳnh quang lưu động. Nắm lệnh bài này, một luồng sát khí khủng bố đập vào mặt hắn, thổi trúng tóc hắn làm cho tóc đen bay phấp phới. Khó lường, Hàn Tuyệt bắt đầu cho nó nhận chủ. Trọn vẹn trôi qua nửa năm, hắn mới thành công hàng phục sát đạo lệnh. Đây là lần đầu tiên hắn phải tốn sức như vậy, nếu không phải đến từ hệ thống, khả năng hắn căn bản không hàng phục được bảo vật này, thậm chí bị bảo vật này thôn phệ. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, bắt đầu thi triển bảo vật này. Ở bên trong mô phỏng thí luyện tiêu hao tuổi thọ đều là giả dối, cho nên hắn có thể tùy ý phung phí. Đối mặt với vô pháp thiên tôn, hắn hiến tế một vạn ức năm tuổi thọ, vung lệnh bài ra nói một chữ giết, vô pháp thiên tôn tại chỗ hóa thành cho bụi. Thật bá đạo, tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn. Đối phó thánh nhân bình thường, hắn thậm chí không cần hiến tế tuổi thọ, lập tức miểu sát. Đây là chí bảo tự tại sát phạt sao? Tim Hàn Tuyệt đập ngày càng nhanh, cái này tương đương với ách vận thư phiên bản khác. Tuy nhiên ách vận thư là đi theo lộ tuyến kéo dài, sát đạo lệnh thì là đi theo lộ tuyến bá đạo. Công dụng của ách vận thư càng rộng hơn, có thể giết người trong vô hình, nhưng sát đạo lệnh nhất định phải sử dụng trong chiến đấu. Hàn Tuyệt không cách nào trốn ở trong đạo quán dùng sát đạo lệnh ám toán địch nhân. Hàn Tuyệt bắt đầu thách thức Tỳ Thiên Lão Tổ. Mặc dù có sát đạo lệnh, hắn vẫn chịu khổ bị miểu sát, đây là hắn dưới tình huống ngay từ đầu không có tránh né. Ta lập tức hiến tế 30 triệu tỷ tỷ năm tuổi thọ thử xem. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ, lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện, lập tức hiến tế tuổi thọ. Giết! Hàn Tuyệt vung lệnh bài hô rõ một chữ, sát đạo lệnh trong tay hắn rung động mạnh, ánh sáng màu đỏ lóe ra. Phương xa Tỳ Thiên Lão Tổ cao cao tại thượng bỗng nhiên hóa thành cho bụi. Hàn Tuyệt vui mừng. Thành công, lão tử rốt cuộc có thể xoay cổ tay với thánh nhân đại đạo rồi. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy thân hình của Tỳ Thiên Lão Tổ lại ngưng tụ, lập tức phun ra một chữ, giết.
Hàn Tuyệt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, một tia lực chống cự đều không có. Hàn Tuyệt mở to mắt, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Quyết không thể trêu chọc Tỳ Thiên lão tổ, nếu không cho dù mượn chí bảo tự tại, hiến tế toàn bộ tuổi thọ cũng không giết được lão. Hàn Tuyệt thu liễm tâm tính, xém chút nữa tự cao tự đại. Hắn không khỏi sinh ra lòng cảm kích đối với Tỳ Thiên lão tổ. Lão tổ mặc dù không biết, nhưng vẫn luôn khích lệ, gõ lấy Hàn Tuyệt. Quả nhiên là thánh nhân. Hàn Tuyệt lấy ra linh thạch thiên đạo, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái suy nghĩ lớn mật. Bằng không thì lần này không thăng cấp ách vận thư, thăng cấp sát đạo lệnh trước đi. Hắn lập tức thử nghiệm. Không nên thăng cấp sát đạo lệnh, một khi bảo vật này thăng cấp đến cấp đại đạo sẽ cắn trả ngươi. Sinh ra đại đạo chi linh nhìn thấy một hàng chữ đột nhiên nhảy ra trước mặt, Hàn Tuyệt sợ tới mức dừng tay. Xém chút nữa lật xe, pháp bảo còn có thể thành linh. Hàn Tuyệt không thể không thành thật thật thăng cấp ách vận thư. Cuối cùng, ách vận thư từ chí bảo thiên đạo thăng cấp thành linh bảo tự tại. Cầm trong tay ách vận thư, Hàn Tuyệt có thể rõ ràng cảm nhận được vận rủi chi khí của nó, vô cùng mãnh liệt. Trong lúc bất trì bất giác, hắn bồi dưỡng được một cái tà vật cực kỳ kinh khủng, có nên nguyền rủa chết một thánh nhân trợ hứng một chút hay không? Hàn Tuyệt lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Được rồi, để tránh lại gây ra vô lượng đại kiếp, như hiện tại rất tốt, các thánh nhân không trêu chọc hắn, còn có thể bảo vệ trật tự thiên đạo, bảo hộ tiên giới. Nếu không có các thánh nhân quản lý thiên đạo, Hàn Tuyệt làm sao có thể an tâm tu luyện? Là địch hay bạn, cũng không phải có thể đơn giản phán định. Hàn Tuyệt cất kỹ ách vận thư, tinh thần phấn chấn, lại tiếp tục tu luyện. Hắn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ càng ngày càng gần. Hắn có nắm chắc ở trong vòng vạn năm đột phá. Sau đó lại tại trong vòng 10 vạn tuổi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Tốc độ tu hành như vậy coi như cũng được. Tam thập tam tầng thiên, đạo tràng của Phật môn. Trong điện, cầu Tây Lai đả tọa ở trên đài sen, quanh thân có kim quang quanh quẩn, hình thành cột sáng, thần thánh trang nghiêm. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt cầu Tây Lai. Ta có thể cảm giác được Hàn Tuyệt lại trở nên mạnh mẽ. Thiên đạo chi linh trầm giọng nói, giọng điệu tràn đầy bất an. Cầu Tây Lai cũng không mở mắt, nói, chẳng có gì lạ, tư chất của hắn vốn là không hợp thói thường, huống hồ hiện tại ta cũng không có cách nào đối phó hắn, chờ ta hợp đạo xong lại nói tiếp. Thiên đạo chi linh nói, mặc dù ngươi hợp đạo cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có được sức mạnh của đạo tổ. Đạo tổ mất tích đã lâu, ngươi biết lão ở đâu sao? Không biết, nhưng ta biết rõ phân thân tam thi của lão, ngươi nếu có được một cái sẽ có thể nhẹ nhõm tru sát Hàn Tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 570, cơ duyên của Chu Phàm, bản nguyên của thiên địa. Nghe thiên đạo chi linh nói xong, mặt cầu Tây Lai không cảm xúc, nhưng trong lòng rất là khinh thường. Coi lão là đứa trẻ 3 tuổi à, dễ bị lừa gạt như vậy. Ở trong mắt cầu Tây Lai, những thủ đoạn này của thiên đạo chi linh thật sự là buồn cười, tính chất có mục đích quá mạnh mẽ, căn bản không cần đoán. Thiên đạo chi linh nói, con trai của Hàn Tuyệt có đạo hạnh càng ngày càng mạnh, không ngờ có thể đuổi theo Di Thiên, ngày sau nhất định thành họa lớn. Nếu như ngươi không dám đối phó với Hàn Tuyệt, trước khi thu được phân thân của đạo tổ, ngươi có thể nghĩ biện pháp diệt trừ con trai của Hàn Tuyệt trước. Ta sẽ xem xét. Cầu Tây Lai trả lời qua loa một cái rồi nhắm mắt, tiếp tục hợp đạo. Thiên đạo chi linh cũng không nói thêm lời, biến mất trong điện. Sau khi thu được sát đạo lệnh, Hàn Tuyệt không có sốc nổi, cũng không rời khỏi đạo quán đi giảng đạo, mà chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi mau, lại là 2.000 năm qua đi. Một ngày này, Hàn Tuyệt xem xét thông báo. Đồ đệ Chu Phàm trở về tiên giới, hắn không khỏi thở dài một hơi, đại lão vẫn là ổn, cứu pháp tướng chuyển thế của mình. Hắn nhìn ngược lên trên, thấy được những khác thông báo về Chu Phàm, ngoại trừ không ngừng vẫn lạc, phục sinh, vẫn còn có cơ duyên. Đồ đệ Chu Phàm dung hợp vận khí của Cực Nhạc luyện ngục, đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ Chu Phàm lĩnh ngộ thần thông đại đạo thật khủng. Không hổ là khuôn mẫu nhân vật chính. Hàn Tuyệt ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy Chu Phàm đã trở về Hỗn Độn Thành. Tu vi của tiểu tử này không ngờ đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, nhân họa đắc phúc, cũng bắt kịp Đạo Chí Tôn. Hàn Tuyệt lại chú ý đến trên người Đạo Chí Tôn.
Từ khi bị Tô Kỳ kích thích về sau, Đạo Chí Tôn ngày ngày bế quan, tu luyện rất điên cuồng, cách Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ cũng càng ngày càng gần. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt rất hài lòng, Đạo Chí Tôn đã từng sốc nổi hơn cả Chu Phàm, bây giờ có thể bền lòng như vậy, dĩ nhiên là chuyện tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xem các đệ tử ở phía dưới Phù Tăng Thụ, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy tan biến tại chỗ. Hắn đi đến dưới Phù Tăng Thụ, các đệ tử nhìn thấy hắn xuất hiện, đồng loạt đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt bỏ qua bọn họ, chú ý đến trên Phù Tăng Thụ. Phù Tăng Thụ vẫn hùng vĩ như trước, thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng không có dị thường. Thế nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được Phù Tăng Thụ đang hấp thu một loại sức mạnh kỳ dị, loại lực lượng này đến từ mấy trăm cái vòng xoáy thời không mà nó kết xuất ra. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi, ngươi đang làm cái gì? A, Phù Tăng Thụ cảm thấy hơi kinh hoàng. Hàn Tuyệt vung tay áo, tất cả các đệ tử ở gần đó đều bị chuyển đến xa xa, ở xung quanh bố trí xuống kết giới, một mình hỏi thăm Phù Tăng Thụ. Cử động của Phù Tăng Thụ lần này sẽ để lộ ra vị trí của nó cho mấy trăm phương thiên địa, mấu chốt là nó không hỏi qua ý kiến của Hàn Tuyệt. Phù Tăng Thụ bị hù dọa, vội vàng nói, chỉ là ta cảm giác có thể hấp thu lực lượng của bọn nó để trở nên mạnh mẽ, cho nên mới làm như vậy. Không đúng chỗ nào sao? Ta không phải đã nói, không được lộ ra vị trí của ngươi hay sao? Sẽ không đâu, ta chỉ là hấp thu sức mạnh mà thôi. Lực lượng trong thiên địa vọt tới phía ngươi, tu sĩ đại năng không bắt được phương hướng mà sức mạnh phun trào sao? Ta, tại sao ngươi không nói cho ta? Ta muốn hóa hình, hình như ngài không hy vọng ta hóa hình. Hàn Tuyệt cau mày nói, không phải ta không hy vọng, ngươi chính là thần thụ của thiên đạo, tạm thời không có cách nào hóa hình. Lời này không phải là giả, bây giờ linh khí trong đạo tràng dồi dào, tác dụng của Phù Tăng Thụ đã không lớn. Phù Tăng Thụ ủy khuất nói, vậy ta dừng lại. Hàn Tuyệt dùng thánh niệm thăm dò vào trong cơ thể Phù Tăng Thụ, kiểm tra lực lượng mà nó hấp thu. Giống như vận khí, lại như công đức, khó có thể phân biệt rõ. Lần đầu tiên Hàn Tuyệt gặp phải lực lượng như vậy, hùng hậu nhưng cũng không hung mãnh, như là nước ấm liên miên bất tận lưu động ở trong cơ thể Phù Tăng Thụ. Đây là lực lượng gì? Cần khấu trừ 3 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Bản nguyên của thiên địa tự thành quy tắc mới có thể sinh ra sức mạnh bản nguyên. Nếu bản nguyên của thiên địa bị hút hết, phương thiên địa này sẽ bị sụp đổ khủng bố như vậy. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy Phù Tăng Thụ không phải thần thụ, mà là tà thụ. Nếu như nó cứ hút tiếp nữa làm cho mấy trăm phương thiên địa sụp đổ, sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Hàn Tuyệt nói, nếu như ngươi lại hút tiếp nữa, những chúng sinh trong những thiên địa kia có lẽ đều phải chết hết. Phù Tăng Thụ hoàn toàn thất vọng, ta sẽ không hút hết chúng nó, huống hồ, ta tản mát ra linh khí cũng bị sinh linh hấp thu à. Dựa vào cái gì chỉ có thể người khác hút ta không thể hút người khác. Hàn Tuyệt nhíu mày, lời này rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy quái dị ở chỗ nào. Thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt chiếu rọi xuống, Phù Tăng Thụ không nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt trầm lặng xuống làm cho nó cũng rất bất an. Nó sợ nhất đúng là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn thấy Phù Tăng Thụ run nhẹ nhẹ, lá cây phát ra thanh âm xào xạc, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Có lẽ hắn quá mức cẩn thận, đối với Phù Tăng Thụ cũng quá mức hà khắc. Ngoại trừ đại thiên thế giới, ngươi có thể hấp thu lực lượng của những thiên địa khác, nhưng không thể quá phận, chúng nó tồn tại càng lâu, sự trợ giúp đối với ngươi cũng sẽ càng lớn. Hàn Tuyệt đành phải nói, đại thiên thế giới có Hắc Ám Thánh Quân ở đó, rất dễ dàng lần theo nguồn gốc tìm được đạo tràng của hắn. Phù Tăng Thụ vui vẻ nói, yên tâm đi, ta có thể cảm giác được ở đâu nguy hiểm, ở đâu không nguy hiểm, lúc trước ta chưa từng hấp thu lực lượng của đại thiên thế giới. Hàn Tuyệt gật đầu, giải trừ kết giới, quay người rời đi. Trở lại, trong đạo quán, Hàn Tuyệt cảm khái muôn phần. Các đệ tử ban đầu ở dưới tay hắn cũng đã trưởng thành, đã có tâm tư của mình, đã có chủ kiến của mình. Năm tháng trôi qua được thực vui vẻ, ngay cả một thân cây đều đã có chủ kiến của mình. Hàn Tuyệt xem xét quan hệ nhân tế, xác định độ hảo cảm của các đệ tử không có giảm xuống, sau đó hắn mới thấy yên tâm. Hắn đang muốn tu luyện, một cái thông báo bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, phải chăng tiếp tục tên này muốn làm gì? Lại muốn cầu cứu. Hàn Tuyệt vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại, nghe Lý Mục Nhất nói chuyện một chút cũng không có việc gì. Vạn nhất có tình báo quan trọng gì đó, Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục, ngay sau đó hắn tiến vào trong mộng cảnh. Đạo tràng của thánh nhân, sáng ngời như tiên cảnh.
Lý Mục Nhất đi đến trước mặt Hàn Tuyệt, nói: "Hàn đạo hữu, hồi lâu không thấy, tu hành còn tốt chứ?" Hàn Tuyệt khách sáo nói: "Coi như cũng được đi, không biết thánh nhân tìm ta có chuyện gì?" "Thiên đạo sinh ra linh trí, dấu hiệu của đại đạo lượng kiếp." Lý Mục Nhất thở dài nói, ánh mắt tràn đầy bất an. Hàn Tuyệt đã sớm biết việc này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Mục Nhất tiếp tục nói, thiên đạo chí công, đó là bởi vì thiên đạo vô tình, ở trước mặt nó, chúng sinh bình đẳng. Hôm nay thiên đạo sinh ra linh trí, nói không chừng sẽ có dục vọng, đây là kiếp nạn của thiên đạo trước đó chưa từng có. Thánh nhân chúng ta có thể liên thủ giải quyết những kiếp nạn trước đó, nhưng lúc này chúng ta lại không thể đối phó với thiên đạo, tình huống khó giải quyết. Hàn Tuyệt hỏi, vậy cần ta làm cái gì? Ngươi lấy lực chứng đạo, không bị thiên đạo nắm quyền khống chế, có biện pháp nào tru diệt linh trí của thiên đạo, nhưng không làm tổn thương thiên đạo không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thiên đạo chính là do bàn cổ cự thần sáng tạo, lại được đạo tổ củng cố, một vạn ta cũng không phải đối thủ của thiên đạo. Vậy ngươi có thể tiến đến bái phòng Tí Thiên lão tổ, mời lão nhân ra người ra tay hay không? Lão tổ đã trở về. Ừ, Hàn Tuyệt do dự nói, quan hệ giữa gia với lão tổ rất bình thường, làm sao có thể khuyên bảo. Việc này hay là tìm người khác đi, Tí Thiên lão tổ quá mạnh mẽ, Hàn Tuyệt không muốn chạm mặt lão. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.